Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 1, Tiết Tử Vĩnh Sương năm thứ 32, huyện Trường Vũ Sáng sớm, bầu trời hơi sáng, con đường dài phủ một lớp tuyết màu trắng ngọc. Tuyết nhẹ từ trên trời rơi xuống, làm ướt câu đối Tết trên cửa. Năm hết Tết đến, vậy mà trong huyện không có chút hương vị Tết nào, Mọi cánh cửa đều đóng chặt. Trong phòng tối đột nhiên vang lên vài tiếng ho khan, giọng một đứa trẻ vang lên, "Nương, con ra ngoài lấy nước." Một lúc sau, người phụ nữ trả lời, "Đừng đi quá xa." "Con hiểu rồi." Cánh cửa kết, một tiếng mở ra, một cô bé độ 8-9 tuổi bước ra, mặc một chiếc áo khoác lụa màu hoa hướng dương, đi một đôi giày bông màu đỏ rách nát, đội chiếc mũ nỉ lên, xách theo một cái thùng bước ra đường. Ba tháng trước, huyện Trường Vũ bị dịch bệnh tấn công dữ dội đến nỗi mỗi nhà đều có người đổ bệnh. Căn bệnh này đầu tiên khiến người ta sốt, sau đó dần dần mất sức, nằm liệt giường, hấp cơ thể nổi mẩn đỏ. Sau vài ngày sẽ mưng ngủ và chết. Thi thể bị quan nha đưa về phía đông thành để thiêu. Trong năm người nhà họ lục, chỉ có lục đồng là còn có thể đi lại trên mặt đất. Đứa trẻ mới có 9 tuổi, một mình chăm sóc cha mẹ và ca ca tỷ tỷ thực sự rất khó khăn. Cái giếng nằm ở phía trước ngôi miếu cổ ở Đông Thành, nhưng Lục Đồng lại sách thùng đi thẳng về phía Tây Thành. Trên chiếc giày bông có một lỗ thùng, nước tuyết dần dần thấm vào, khiến khuôn mặt nàng trắng bệch vì lạnh. Đi bộ khoảng năm sáu dặm, dân cư ngày càng thưa thớt, nhà cửa càng ngày càng sang trọng. Sau khi rẽ vào một con hẻm, một phủ trạch lớn có ba cửa vào hiện ra trước mặt cô bé. Lục đồng khẽ dừng bước, đi tới chỗ hai con sư tử đá trước cửa rồi ngồi xuống. Đây là phủ của quan huyện Lý Mậu Tài. Sau trận dịch, số hộ gia đình trong huyện lụi tàn, ngoài đường ít người. Thỉnh thoảng có bóng người thì cũng là quan sai đang kéo chiếc xe chở xác chết lao qua. Cầu đối xuân trên cửa Lý Phủ vẫn là tấm cũ từ năm ngoái, mực đen bị mưa tuyết làm mở đi. Cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa mới toanh được buộc vào một cây cột dài. Con ngựa màu hạt rẻ liếc nhìn nàng rồi cúi đầu liếm nước tuyết trên mặt đất. Lục đồng co rúm lại trước tượng sư tử đá, bắt chéo chân, ngơ ngác nhìn cánh cửa đỏ son. Những đám mây đen trên trời lạnh lẽo, xen lẫn những đám gió và tuyết lớn. Cạch một tiếng, cửa mở, một người bước ra. Dưới góc váy trắng như tuyết là một đôi giày thiêu màu xanh nhạt, có hoa văn đám mây phía trên có đính một viên ngọc tròn góc váy cũng bay bay nhẹ như mây hướng lên trên có sợi tơ trắng như tuyết thật là một nữ nhân xinh đẹp mê người nữ tử ấy bước ra khỏi cửa một đôi bàn tay nắm lấy vạt váy của nàng nàng ngoảnh đầu lại cô bé dưới chân rụt rè nói xin hỏi người là đại phu đã chữa khỏi bệnh cho lý thiếu gia phải không nữ tử kia dừng một chút một lúc sau mới mở miệng giọng nói trong trẻo như ngọc mang theo vẻ lạnh lùng kỳ lạ sao lại nói như vậy lục đồng mím môi nhỏ giọng nói nhỏ ta đợi ở đây cả tháng rồi mà vẫn chưa thấy thi thể của lý thiếu gia được đưa ra ngoài những ngày này người ra vào lý phủ chỉ có tiểu thư người thôi cô bé ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt người là đại phu đã chữa khỏi bệnh cho lý thiếu gia đúng không lục đồng đã ngồi trước cửa nhà quan được một tháng rồi một tháng trước nàng đến y quán lấy thuốc nhìn thấy xe ngựa của Lý Phủ cũng tiến vào. Lý Thiếu Gia cũng mắc bệnh. Huyện Trường Vũ mỗi ngày đều có vô số người mắc bệnh, các y quán không tiếp nhận suy, cũng không có thuốc chữa. Người bình thường nếu mắc bệnh thì chỉ có thể nằm ở nhà chờ chết, nhưng Lý Chi huyện chỉ có một đứa con trai, nhất định sẽ làm mọi cách để cứu sống đứa con trai duy nhất của mình. Lục đồng mỗi ngày đều canh trước cửa Lý Phủ, nhìn thấy nữ nhân xa lạ này đi vào cửa Lý Phủ, bầu trời phía trên phủ thoang thoảng mùi thuốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Suốt hai mươi ngày, trước cửa lý phủ không có một lá cờ trắng nào treo lên. Từ khi phát bệnh đến khi chết, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài nửa tháng. Vậy mà đến nay đã tròn một tháng, lý thiếu gia không chết, hắn còn sống. Nữ tử cúi đầu nhìn lục đồng, nàng che mặt nên lục đồng không thấy được biểu tình của nàng, chỉ nghe được thanh âm của nàng có chút bất cần đúng vậy là ta chữa khỏi cho hắn lục đồng trong lòng vui mừng trận dịch này đã kéo dài ba tháng nhiều đại phu trong y quán đã chết không có đại phu xa gần nào dám đến đây mọi người ở huyện trường vũ đều đang chờ chết bây giờ nữ tử này có thể chữa khỏi bệnh cho lý thiếu gia huyện trường vũ được cứu rồi tiểu thư có thể chữa khỏi bệnh dịch sao lục đồng thận trọng hỏi nữ tử cười nói ta không biết chữa bệnh chỉ biết giải độc. Dịch bệnh cũng là một loại độc, tất nhiên có thể giải được. Lục Đồng nghe không hiểu những lời nàng ấy vừa nói, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu thư có thể cứu người nhà ta với được không?" Nữ tử cúi đầu, Lục Đồng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, dường như đang suy xét kỹ lưỡng, trong lòng có chút bất an, người trước mặt nói, "Được." Nàng chưa kịp mừng thì nữ tử tiếp tục, "Nhưng phí chữa trị của ta rất đắt đấy." Lục đồng sừng sốt, cần bao nhiêu? Lý Tri huyện đã trả 800 lạng bạc để đổi lấy mạng của con trai. Tiểu cô nương, nhà ngươi có mấy người? Lục đồng ngơ ngác nhìn nàng. Phụ thân chỉ là một tiên sinh dạy học ở học viện, ông đã nghỉ việc kể từ khi mắc phải bệnh dịch. Mẫu thân thường kiếm sống bằng nghề theo thùa ở cửa tiệm tạp hóa, nay không làm việc được nữa, cũng không kiếm được đồng nào. Bây giờ gia đình không có tiền, tiền thuốc men cứ tiêu ra đại tỷ và nhị ca cũng đang bệnh nặng, đừng nói 800 lạng bạc, nhà bọn họ ngay cả 8 lạng bạc cũng không có. Nữ tử khẽ cười nhẹ, lướt qua lục đồng, đi về phía xe ngựa. Lục đồng nhìn theo bóng lưng của nàng ta, mùi thuốc chua chát trong căn phòng chật trội xẹt qua đầu nàng, nước mắt của mẹ và tiếng thở dài của cha, sự an ủi dịu dàng của tỷ tỷ, nhị ca ra vơ cười thoải mái. Nàng vội đuổi theo, tiểu thư nữ tử dừng bước nhưng không quay lại bụp một tiếng lục đồng quỳ xuống vội vàng nói ta nhà ta không có nhiều tiền như vậy ta có thể bán mình cho tiểu thư ta có thể làm rất nhiều việc có thể chịu đựng gian khổ nàng như sợ người trước mặt sẽ không tin giang hai tay ra để lộ lòng bàn tay trắng nõn non nớt trẻ con việc ở nhà bình thường đều là ta làm việc gì cũng có thể làm được xin tiểu thư hãy cứu gia đình ta ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiểu thư cả đời. Chiếc mũ rơi xuống, chán nàng cúi xuống chạm vào tuyết, dính theo một lớp băng tuyết lạnh lẽo, bầu trời u ám, gió bắc thổi bay đèn lồng dưới mái hiên. Một lúc sau, có giọng nói của ai đó vang lên, bán mình cho ta ư. Ta biết mình không đáng giá nhiều tiền như vậy, lục đồng nghẹn ngào, nhưng ta có thể làm bất cứ điều gì. Ta có thể làm bất cứ điều gì nàng kia vươn tay đỡ lục đồng dậy. Làm nô tỳ của ta đồng nghĩa với việc ngươi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, ngươi không hối hận sao? Lục đồng lẩm bẩm, ta không hối hận. Được, nữ tử nhẹ nhàng đội lại mũ cho lục đồng, giọng nói không biết mang biểu tình gì, ta sẽ cứu người nhà của ngươi, còn ngươi thì đi theo ta. Thế nào? Lục đồng cảm kích nhìn nữ tử trước mặt, gật đầu lia lia. Thật là một đứa bé ngoan nàng nắm lấy tay lục đồng, bình đạm nói, thành giao. chương 2, về quê. Sau tiết kinh chập, thời tiết dần ấm lên. Sông ngòi phía nam tây lương ấm áp, nhiều hoa cỏ. Văn nhân mặc khách thích trồng hoa và cây cối, trong khoảng sân nhỏ trên núi, khắp nơi có thể thấy hoa lan và hoa nhài đan xen nhau, những bông hoa anh túc lớn đang nở rộ, vô cùng rực rỡ. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, Cỗ xe ngựa phóng nhanh, xuyên qua núi non cây cối. Trong xe ngựa, một nữ tử mặc áo màu xanh lam mở rèm xe ra, hỏi người đánh xe ở bên ngoài, Vương Đại Ca, phải mất bao lâu nữa mới đến huyện Trường Vũ. Người lái xe mỉm cười đáp, không xa đâu, chỉ cần đi qua ngọn núi này, trong vòng một canh giờ sẽ đến nơi. Ngân tranh nghe xong hạ rèm xe xuống, quay sang nhìn người bên cạnh. Đây là một cô nương trẻ, khoảng 16. 17 tuổi, dùng mạo rất xinh đẹp, nước da trắng xứ, đôi mắt đen sáng. Tuy chỉ mặc một chiếc váy màu xanh đậm đã cũ nhưng khí chất lại đặc biệt điềm tĩnh và lạnh lùng. Cô nương ấy nghe được lời nói của người đánh xe, lông mi hơi rung, đôi mắt dường như chuyển động trong giây lát. Ngân tranh thở dài trong lòng. Đi theo lục đồng hơn nửa năm, nàng chưa bao giờ thấy cô nương ấy thể hiện cảm xúc gì, vẻ mặt luôn lãnh đạm dường như đối với nàng thế giới dù có rộng lớn đến đâu cũng không có gì đáng nhắc đến mãi đến khi đến gần quận trường vũ nàng mới nhìn thấy trong mắt lục đồng một chút sức sống như thể những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét dần dần được pháo hoa chiếu sáng trở nên sống động hơn một chút như những người bình thường quả nhiên một người ngày thường vẫn luôn bình bình đạm đạm khi trở về cố hương cũng sẽ cảm thấy kích động trong xe ngựa lục đồng ngồi yên lặng đường núi gồ ghề, sóc này làm rung chuyển những cành hoa hạnh ngân tranh mang theo trên xe, cánh hoa rụng rơi khắp nơi. Lục đồng cụp mắt nhìn cánh hoa hạnh rơi trên mặt đất, suy nghĩ dần trôi đi. Bảy năm trước, nàng cũng ngồi xe ngựa rời huyện Trường Vũ, khi đó nàng luôn cảm thấy xe ngựa chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến một thị trấn xa lạ. Bây giờ con đường trở về nhà đã trở thành một chặng đường dài và không có điểm kết thúc nàng cùng Vân Nương ở trên núi 7 năm, cho đến khi Vân Nương qua đời, nàng chôn cất Vân Nương, sau đó nàng mới được tự do và có thể trở về cố hương. Trong 7 năm qua, nàng cũng viết thư cho phụ thân, nhưng không biết gia đình mình đã nhận được hay chưa. Lúc đó nàng vội vàng rời đi, có lẽ bọn họ tưởng nàng đã chết rồi. Lục đồng đang nghĩ thầm, bất chi bất giác, mặt trời dần dần rời về Tây, xe ngựa rừng ở cửa thành, bên ngoài vang lên tiếng người đánh xe, tiểu thư, đã đến huyện Trường Vũ rồi. Đến huyện Trường Vũ rồi. Ngân tranh giúp lục đồng xuống xe, trả cho người lái xe một ít bạc rồi cùng lục đồng đi vào thành. Lục đồng ngẩng đầu, nhất thời có chút choáng váng. Đang là mùa xuân, trên đường phố có rất nhiều người và xe cổ. Dọc hai con phố có rất nhiều quán trà, có quầy bán trà nước, trên bàn có vài chiếc bánh cam, kẹo mề ngoài ra còn có thầy bói. Bên hồ có rất nhiều đình các mới được xây dựng, liễu xuân soi bóng trên sông, nhuộm dòng sông một màu xanh ngát. Người đến người đi liên tục, rất náo nhiệt. Ngân tranh trong mắt hiện lên một chút vui mừng, cô nương, huyện trường vũ thật náo nhiệt. Lục đồng có chút thất thần. Lúc nàng rời nhà đi thì đang có dịch bệnh, lúc đó đang là giữa mùa đông, đường phố vắng tanh, tiêu điều. Bây giờ nàng đã trở về, thị trấn nhỏ đã trở nên thịnh vượng hơn trước rất nhiều, du khách tấp nập, ngược lại khiến cho nàng cảm thấy có chút bất an. Dừng một chút, nàng đáp, chúng ta đi thôi. Đường phố ở huyện Trường Vũ đã được mở rộng rất nhiều, trước đây là khu vực lầy lội, mưa hè ngập đầy bùn, bây giờ đều được lát đá mịn, xe ngựa có thể lăn bánh êm ái. Những tiệm vải, tiệm cơm cũ ngày trước dọc hai bên con phố không còn dấu vết nữa mà thay vào đó là những tửu lầu quán trà xa lạ, khung cảnh đường phố rất khác so với trước đây. Lục đồng mang theo hồi ức trong đầu chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng nàng vẫn tìm lại được chút dấu vết ngày xưa. Ví dụ như cái giếng ở lối vào môi miếu ở phía đông thành, hay tượng con bò đồng trước điện thờ tổ. Đi qua một con hẻm vắng, đi thêm vài trăm bước, lục đồng dừng lại. Ngân tranh nhìn về phía trước, không khỏi kinh ngạc, cô nương. Trước mặt nàng là một ngôi nhà đổ nát. Bức tường đất ở cửa cũng bị lửa thiêu rụi, ngôi nhà không còn dấu vết gì của ngày xưa, chỉ còn thấy vài đoạn gỗ sơn mài cháy rụi, khung cửa mơ hồ hình dáng, phảng phất mùi khói cay nồng. Ngân Tranh bất an nhìn Lục Đồng. Ở đây chỉ còn lại dấu vết của vụ cháy. Chủ nhân ngôi nhà ở đâu? Lục Đồng nhìn chằm chằm khung cửa cháy đen, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hai chân như bị nhét đầy trì bước đi khó khăn đúng lúc này phía sau vang lên giọng nói của ai đó các người là ai đứng ở đây làm gì hai người quay lại nhìn thấy một phụ nhân đứng cách đó không xa với một gánh bánh phục linh trên vai đang nghi ngờ nhìn hai người họ ngân tranh thông minh lập tức mỉm cười đi tới trước mặt người phụ nữ đưa mấy đồng tiền mua bánh phục linh hỏi đối phương đại nương cô nương nhà ta là họ hàng xa của lục gia ở đây chúng ta đi ngang qua nên muốn tới bái phòng chủ nhà một chút sao ở đây trông như là xảy ra hỏa hoạn sao không biết chủ nhân hiện đang ở đâu đại nương bán bánh phục linh nghe thấy ngân tranh nhắc đến lục gia liền nhận tiền của nàng vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều chỉ nói đến chào hỏi lục gia nàng liếc nhìn lục đồng đứng phía sau ngân tranh lắc đầu nói bảo cô nương nhà ngươi mau chóng quay về đi ở đây không có ai cả không còn ai sao ngân tranh liếc nhìn lục đồng phía sau và mỉm cười hỏi nghĩa là sao ạ à? đại nương thở dài ngươi không biết sao cả nhà lục gia một năm trước đều chết hết rồi chương ba tin sống người phụ nhân thở dài cả nhà lục gia đã chết hết một năm trước rồi các ngươi không biết sao chết hết rồi phụ nhân ngước mắt lên nhìn cô nương đang đứng im lặng bỗng lên tiếng ngay sau đó một đống tiền đồng khác lại được nhét vào tay ngân tranh mỉm cười và mua tất cả những chiếc bánh được đặt ở tầng trên cùng của gánh hàng nàng vẫn còn nhiều tiền đồng nói chúng ta đến từ nơi khác nên không biết về vụ việc của lục gia gì có thể vui lòng cho chúng ta biết nhà họ lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy bóp chặt sâu tiền trong tay phụ nhân nói đó cũng là vận rủi của nhà họ Lục. Trước đó nhà họ Lục có một chàng rể người ở Kinh Thành, hàng xóm vô cùng ghen tị. Ai mà biết được? Ôi! Hai năm trước, con gái lớn của Lục gia, Lục Nhu kết hôn. Nhà chồng là một thương hộ giàu có ở Kinh Thành, họ có rất nhiều tiền, lễ vật họ gửi tổng cộng là 14 hòm, khiến hàng xóm xung quanh ghen tị. Cha Lục Nhu chỉ là một tiên sinh dạy học bình thường ở huyện Trường Vũ, gia đình nghèo khó nói đến cuộc hôn nhân này vốn có thể nói là nhà họ lục trèo cao hơn nữa thiếu gia của thương hộ kia còn tuấn tú hiền lành đứng cạnh cô con gái xinh đẹp họ lục cũng rất xứng đôi sau khi lục nhu kết hôn nàng ta theo chồng về kinh đô vốn tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo nhưng chưa đầy một năm sau khi lục nhu đến kinh thành lục gia nhận được tin rằng lục nhu đã qua đời cùng với đó cũng có một số tin đồn không hay. Lục Khiêm, con trai thứ hai của nhà họ Lục, từ nhỏ đã có quan hệ sâu sắc với đại tỷ, hắn xách hành lý lên kinh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vợ chồng họ Lục đợi ở nhà cho đến khi có mảnh giấy từ quan phủ đến. Sau khi Lục Khiêm đến kinh thành, hắn đột nhập vào nhà, cướp tài sản của người khác và lăng nhục phụ nữ, bị chủ nhà bắt và bỏ tù. Huyện Trường Vũ chỉ lớn có như vậy, Lục Khiêm lớn lên trong sự chú ý của hàng xóm, hắn luôn thông minh và tốt bụng, thích đấu tranh chống lại sự bất công. Ngay cả những người hàng xóm cũng không tin rằng Lục Khiêm lại phạm tội trộm cắp, chứ đừng nói đến vợ chồng nhà họ Lục. Trong cơn tức giận, Lục Lão đã viết đơn đi kinh thành kêu oan, không ngờ trước khi đến kinh đô, lúc đang đi đường thủy gặp mưa gió, thuyền lật úp, không còn sót lại một thi thể nào. Chỉ trong vòng một năm, Lục Phu Nhân đã mất đi con gái con trai và chồng. Bà làm sao có thể chịu đựng được? Bà ấy đã phát điên chỉ sau một đêm. Chồng bà ấy có vẻ điên rồ, nhưng bà ấy không khóc. Bà cầm chiếc lục lạc mà lục nhu chơi khi còn nhỏ, ngồi bên hồ cười và hát thơ thần suốt cả ngày. Phụ nhân thở dài, hàng xóm sợ bà xảy ra chuyện nên đưa bà về nhà. Một ngày nọ, nhà họ lục bị cháy. Lục phu nhân bị điên, ban đêm vô tình làm đổ mọn đèn dầu trước bàn gỗ là điều đương nhiên, hoặc có thể trong thoáng chốc tỉnh dậy, đối mặt với căn nhà trống trải, không còn dũng khí để sống nên đã tự thiêu, đơn giản nhẹ nhõm. Chuyện lục gia cũng rất tà dị, trong vòng một năm đều đã chết hết người phụ nữ vẫn đang làm nhảm với ngân tranh, ta nghĩ cô nương không nên đến gần cánh cửa này, nhiễm vào tà linh, không tránh khỏi mấy phần đen đùi. Thi thể của lục phu nhân ở đâu? Lục đồng mắt lời người phụ nhân nhìn lục đồng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của nàng không biết tại sao trong lòng lại có chút hoảng sợ bình tĩnh lại nói lửa nhà họ bắt đầu rất lớn khi đó trời đã tối đến khi phát hiện thì đã quá muộn lửa cháy suốt đêm hôm sau khi người ta đi vào chỉ thấy một nắm cho họ thản nhiên quét đi nhưng nhà không có người cũng không thể sửa chữa nên họ cứ để vậy nói xong vẫn thấy Ngân Tranh và Lục Đồng đứng trước cửa nhà họ Lục, không có ý định rời đi, nên lại đặt gánh bánh lên vai và lẩm bẩm, dù sao thì nhà họ Lục cũng đã xui xẻo chết hết, ta sợ là họ đã đụng phải vật gì không sạch sẽ. Nếu phát hiện ra thứ gì bẩn thỉu, đừng đến gần nơi này. Ta luôn kiêng kỵ việc ở nhà có người chết, nếu sau này có gì xảy ra cũng đừng hối hận. Sau đó, phụ nhân vác gánh bánh của mình và bước đi nhanh chóng. Ngân tranh vẫn cầm chiếc bánh vừa mua của phụ nhân quay lại chỗ lục đồng, vừa định nói thì cô đã nhìn thấy lục đồng đang đi vào nhà trước mặt. Ngọn lửa thiêu rụi nhà họ lục quả thực dữ rồi. Toàn bộ ngôi nhà không có dấu vết của quá khứ, khắp nơi đều là khói cháy và cho tàn. Lục đồng bước đi chậm rãi. Nàng xa nhà đã lâu, rất nhiều cảnh tượng ngày xưa không còn rõ ràng. Nàng chỉ nhớ căn phòng chính trước đây ở phía sau, thông với sân nhỏ và bếp. Mái hiên rất thấp, khi trời mưa, nước mưa thường đọng trong sân. Bây giờ gỗ cháy thành cho lẫn lộn trong đống đổ nát, rất khó nhìn ra đâu là sân, đâu là bếp. Quay đầu lại, nàng thấy một vật rắn lộ ra giữa đống đổ nát. Nàng cúi đầu nhặt lên. Đó là một khối đá xanh, gần hành lang bếp có một bể đá xanh luôn chứa đầy nước. Trước khi rời nhà 7 năm trước, nàng đã tự mình múc xô nước giếng cuối cùng. Ngân tranh đi theo phía sau, nhìn gạch vụn cháy thành than bốn phía, không khỏi lạnh sống lưng, nhỏ giọng nói, cô nương, sao cô không ra ngoài trước đi? Nếu vi phạm điều cấm kỷ thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Huống hồ, Lữ Đồng nói, huống hồ, lục ra rất tà môn. Ngân tranh không dám lên tiếng. Lục Đồng cụp mắt xuống, nắm chặt nửa chiếc chuông gió trong lòng bàn tay, nhìn đống đổ nát trước mặt, lạnh lùng nói, quả thực rất tà môn. Tử vong, tù đầy, lũ lụt, hỏa hoạn. Những sự trùng hợp này nối tiếp nhau xảy ra, nàng cũng muốn biết thứ bẩn thỉu mà nhà họ lục đã đụng phải rốt cuộc là cái gì, để bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nhà tan cửa nát. Phụ nhân lúc nãy vừa nói, gia đình mà lục nhu gà vào là kế gia ở Kinh Thành. Ngân tranh bình tĩnh lại, vội vàng nói, đúng vậy, nghe nói là một thương hiệu lâu đời trong giới kinh doanh đồ sứ ở Kinh Thành. Kế ra, Lục Đồng đứng lên nói, ta nhớ rồi. chương 4, đến Thịnh Kinh. Trong thời gian tiếp theo, Lục Đồng và Ngân Tranh hỏi thăm một số tin tức về Lục Gia. Ngày luôn trôi qua rất nhanh và khi màn đêm buông xuống, hai người tìm được một quán trọ để ở. Cuộc hành trình mệt mỏi, cô nương không ăn được nhiều. Ngân Tranh sai chủ tiệm chuẩn bị đồ ăn, Lục Đồng ngồi một mình trong phòng. Ngoài ra còn có một chiếc bánh mà Ngân Tranh mua từ người phụ nhân lúc nãy. Ánh mắt Lục Đồng có chút lạnh lùng. Nàng đã ở trong núi 7 năm, hành lý của nàng đơn giản đến không ngờ, thứ quý giá nhất chỉ là chiếc hộp thuốc này. Nàng trở về nhà với nhiều kỳ vọng nhưng điều chờ đợi nàng lại là một tin dữ. Phụ thân luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, khi còn nhỏ khi một đứa mắc lỗi thì cả ba cùng nhau bị trừng phạt. Khi Lục Khiêm còn nhỏ, huynh ấy đã đánh nhau với các huynh đệ trong xóm và có những lời lẽ thô lỗ nên cha đã phạt 20 roi và đến nhà người ta để nhận tội. Toàn bộ huyện Trường Vũ đều biết Lục gia có truyền thống gia tộc nghiêm khắc, sao có thể trộm tiền, sỉ nhục người khác. Lục Ngưu đã chết, điều kỳ lạ hơn là cha gặp phải lũ lụt trên đường, từ huyện Trường Vũ đến kinh đô chỉ có một đoạn đường thủy trước đây cũng không có báo cáo về vụ đám tàu. tại sao cha vừa đến kinh thành mẹ lại xảy ra chuyện? ánh mắt lục đồng tối sầm lại. một gia đình bốn người trước sau lần lượt xảy ra tai nạn trong vòng một năm, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. lục đồng chậm rãi siết chặt lòng bàn tay. bây giờ thi thể của mẹ chưa từng tìm thấy huyện trường vũ bên kia không thể nói rõ ràng. chắc chắn phải có hồ sơ vụ án ở kinh thành về vụ án của lục khiêm và lục nhu tất cả câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy ở kinh thành. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Ngân Tranh bưng bát sứ đi vào, nhỏ giọng nói, cô nương cả buổi chưa ăn gì, ta bảo bọn họ nấu một ít cháo nóng. Ăn một ngụm cho no bụng. Cô đặt bát sứ lên bàn, sau đó quay sang lục đồng nói, món ăn kèm sẽ sớm có. Ánh mắt lục đồng rơi vào chiếc bát sứ, hồi lâu không động đầy. Ngân Tranh nhìn vẻ mặt của nàng, suy nghĩ một lúc, không khỏi an ủi cô nương xin hãy bớt đau buồn nàng biết lục đồng đã xa nhà nhiều năm khi trở về quê hương bây giờ mọi vật và con người đã thay đổi chắc chắn sẽ rất khó chịu tuy nhiên sau khi gặp phải tình huống này ngân tranh vắt óc không nghĩ ra được lời nào êm tai chỉ có thể cứng rắn nói ra những lời an ủi lục đồng hỏi ngân tranh người theo ta bao lâu rồi ngân tranh sửng sốt theo bản năng trả lời khoảng nửa năm Nửa năm, lục đồng nhìn ngọn đèn trên bàn. Ngân tranh có chút lo lắng, một lúc sau, nàng nghe thấy giọng nói của lục đồng, đã như vậy, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Cô nương, ngân tranh nhìn nàng với vẻ khó tin. Ngân tranh là một cô gái lầu xanh bị người cha nghiện cờ bạc bán đi từ khi còn nhỏ. Nàng sinh ra thông minh, xinh đẹp nhưng lại có số phận bất hạnh, mắc bệnh năm 16 tuổi. Lão mama không chịu chi tiền chữa bệnh cho nàng, cho rằng nàng có mùi hôi, không thể tiếp khách nữa, nên một đêm nọ, bà sai người hầu trong lầu cuộn ngân tranh vào trong chiếu rồi ném vào môi mộ tập thể trên đỉnh Lạc Mai Phong. Khi đó ngân tranh đã hấp hối, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, không ngờ lại gặp được lục đồng. Lục đồng đã đưa nàng trở lại núi và chữa trị cho nàng, sau đó bệnh của ngân tranh đã được chữa khỏi. Ngân tranh vẫn không biết tại sao lục đồng lại xuất hiện ở nghĩa địa vào đêm khuya nàng cũng không bao giờ hỏi thêm câu hỏi nào nữa cô nương có vẻ ngoài lạnh lùng này dường như có rất nhiều bí mật tuy nhiên kể từ đó ngân tranh vẫn đi theo lục đồng lục đồng từng nói với nàng rằng nàng có thể tự mình rời đi nhưng ngân tranh khác với lục đồng nàng không có nhà không có người thân nàng không muốn lại rơi vào lầu xanh nữa sau nhiều suy nghĩ nàng quyết định ở lại với lục đồng nhưng nàng không ngờ hôm nay lục đồng lại đuổi mình đi Cô nương, ngân tranh quỳ xuống nói, có phải nô gia có chuyện gì đó làm không ổn? Nàng có chút hoảng hốt, sao đột nhiên người lại đuổi nô gia đi? Lục đồng không trả lời mà đi đến bên cửa sổ. Trời đã khuya, màn đêm buông xuống, huyện trường vũ về đêm không còn náo nhiệt như lúc ban ngày nữa mà vắng vẻ tịch mịch. Hôm nay người cũng nghe rồi, trong vòng một năm mọi người trong nhà họ lục đều chết hết. Lục đồng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ra con đường dài, những ngọn đèn lồng đung đưa yếu ớt dưới mái hiên, phản chiếu khuôn mặt cô gái trẻ một cách đặc biệt rực rỡ. Ta không tin trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ tin tức về cái chết của tỷ tỷ ta. Hiện tại, toàn bộ huyện Trường Vũ không còn ai quen thuộc với Lục gia. Nếu muốn tìm ra sự thật, cách duy nhất là đến kinh thành để đối đầu với kế gia. Nàng nói, chuyện này có gì đó mờ ám, ta muốn đi kinh thành vào kinh, ngân tranh quên mất sự hứa hình của mình, nói, nô gia có thể cùng cô nương vào kinh, vì sao phải đuổi nô gia đi. Lục đồng không nói gì, đóng cửa sổ lại, đi về phía bàn ngồi xuống. Chiếc bánh được đặt trên bàn, sau khi chạy quanh cả ngày, chiếc bánh trong tay vỡ thành từng mảnh, những mảnh vụn bánh bị gió thổi bay lên khiến mặt bàn như bị phủ một lớp xương trắng. Giọng nói của nàng lạnh lùng như xuyên qua sương mù dày đặc, Phụ nhân bán bánh không phải đã nói với ngươi rằng nhị ca của ta đến kinh thành, trở thành kẻ xấu chuyên trộm tài sản của người khác và xúc phạm phụ nữ sao? Cha ta đi khiếu nại, bị đắm thuyền. Mẹ ta thì bị lửa bùng lên trong nhà thiêu rụi. Nàng nhìn ngân tranh, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn sáng ngời. Nếu ta đến kinh thành, sao ngươi biết được ta có phải là người chết tiếp theo hay không? Ngân tranh ban đầu rất bối rối, nhưng khi nàng hiểu ý nghĩa trong lời nói của lục đồng, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng các thành viên của lục gia chết một cách kỳ lạ dường như họ đã xúc phạm ai đó hơn là một điều gì đó xấu xa chỉ là đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt một mạng người người bình thường có thể làm được việc này sao lục đồng nhìn nàng bình tĩnh nói kinh thành đầy rẫy nguy hiểm ta muốn tìm ra sự thật về lục gia nên nhất định phải đối đầu với những kẻ đứng sau người không có quan hệ gì với lục gia, vậy tại sao phải tham gia, tại sao không rời khỏi đây? Hãy đi và sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nô gia càng không thể rời đi, ngân tranh ngẩng đầu, nghiêm túc nói, cô nương lần này muốn đi kinh thành, nếu muốn làm việc gì đó, nhất định sẽ cần trợ giúp. Mặc dù nô gia không nhanh nhẹn lắm, nhưng ta có thể ứng xử với mọi người rất tốt, ta nhất định có thể giúp cô nương tìm hiểu tin tức thả đi hai người đến kinh thành còn hơn đi một mình thấy lục đồng vẫn không động tâm ngân tranh chân thành nói hơn nữa cô nương cũng biết nô gia ngoại trừ đi theo cô nương thì không còn đường nào khác để đi mặc dù hiện tại cô nương đã chữa khỏi bệnh cho nô gia nhưng ta cũng không biết đi đâu một ngày nào đó lỡ bệnh tái phát lúc này trong lòng nàng thực sự nổi lên một nỗi buồn trên đời này người duy nhất không ghét nô gia chỉ có cô nương nàng là một người bị mặc bệnh phụ khoa, người bình thường nghe đến trốn tránh còn không kịp, nếu không thì cũng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt. Chỉ có lục đồng đối xử với nàng không khác gì người thường. Chỉ có ở bên cạnh lục đồng, ngân tranh mới cảm thấy an tâm. Cô nương cứu mạng nô gia, mạng của nô gia thuộc về cô nương. Cho dù phía trước là đầm rồng hang cọp, lên núi đao xuống biển lửa, nô gia sẽ dũng cảm đồng hành cùng cô nương. Dù lời nói được nói ra một cách hùng hồn nhưng người nói lại thiếu tự tin, chỉ có thể lo lắng nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời của người kia. Trong phòng rất yên tĩnh, một lúc sau, lục đồng mới nói, đứng lên đi, ta đưa ngươi đi cùng. Ngân tranh vui mừng khôn xiết, sợ lục đồng sẽ hối hận nên nhảy dựng lên, vội vàng bước ra ngoài, nàng chỉ mỉm cười quay lại với lục đồng và nói, vậy thì quyết định như vậy, cô nương không được đổi ý. Đồ ăn chắc là chuẩn bị sẵn sàng rồi, nô gia thúc giục họ đem càng sớm càng tốt. Cô nương ăn sớm và nghỉ ngơi, vì phải đến kinh thành nên lại phải gấp rút lên đường. Cô nương vẫn cần phải giữ sức. Trong phòng, Lục Đồng đứng dậy. Một nửa ngọn đèn trên bàn đã cháy gần hết, chỉ còn lại một ngọn bấc ngắn. Lục Đồng nhấc chiếc đèn lồng trước hộp lên, ngọn lửa yếu ớt trên bàn chập chờn rồi vụt tắt một chút than hồng bùng lên từ ngọn đèn khô và rải rác xung quanh ngọn đèn, thoạt nhìn trông giống như một bông hoa đẹp. Tiếng bấc bật ra là một điểm tốt. Lục đồng lặng lẽ nhìn đống than hồng trước mặt. Đồng từ phản chiếu ánh sáng của đèn lồng, cháy như lửa trong đêm tối. Hoa đang nở. Với điểm lành như vậy, có vẻ như chuyến đi đến Kinh Thành sẽ diễn ra suôn sẻ. Chương 10, 3 điều kiện lục đồng đang chợp mắt thì cậu bé trong quán trọ gõ cửa nói có một thanh niên đang tìm mình ở tầng dưới ngân tranh mừng rỡ đè nén vẻ vui mừng trên mặt chậm rãi đi xuống lầu nhìn thấy đỗ trường khanh nàng dè dặt nâm cằm nói cô nương nhà ta đang thay quần áo ngài chờ một lát đỗ trường khanh ôn nhu cười không vội có trời mới biết để tìm được lục đồng hắn đã tìm kiếm tất cả những quán trọ nghe tên tương tự nhau gần đây cuối cùng cũng tìm được nơi này chủ quán nói quả thực có hai cô nương trẻ tuổi đang ở đây đỗ trường khanh gần như cảm động đến rơi nước mắt ước chừng nửa nén hương lục đồng đi xuống lầu hôm nay nàng mặc một chiếc váy thêu hoa văn màu xanh đậm mái tóc đen được tết thành bím mỏng và buộc lỏng sau đầu bên thái dương chỉ có một bông hoa phi yến cùng màu nàng có đôi mắt sáng hàm răng trắng mái tóc đen thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác yên bình Đỗ Trường Khanh sừng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại, đi tới trước mặt nàng nói, cô nương lục đồng nhìn hắn. Đỗ Trường Khanh nhìn chung quanh, mỉm cười với lục đồng, ở đây ồn ào quá, cô nương nếu không ngại, bên cạnh có một quán trà. Chúng ta ngồi xuống trước quán trà vừa uống trà vừa trò chuyện nhé. Lục đồng gật đầu, được. Người dân thịnh kinh thích uống trà, khắp nơi đều có quán trà. Cách quán trọ lai nghi không xa, có một con phố đầy những quán trà. Đỗ Trường Khanh chọn quầy nhỏ nhất và mời Lục Đồng ngồi xuống. Quán trà này rất nhỏ, trong quán chỉ bày hai bàn, lúc này đã đầy người. Đỗ Trường Khanh và Lục Đồng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ngoài quán trà, không lâu sau, chủ quán bưng hai chén trà và một đĩa hạt dưa đỏ ra. Đỗ Trường Khanh đẩy trà đến trước mặt Lục Đồng, với giọng điệu ấm áp hoàn toàn khác với giọng điệu lần đầu gặp mặt, hắn nói, ta tên là Đỗ Trường Khanh, có thể hỏi quý danh của cô nương được không? Lục Đồng, thì ra là Lục Cô Nương. Đỗ Trường Khanh giả vờ gật đầu, lại xoa xoa tay, Lục Cô Nương, ta nghĩ cô đã đoán được lý do ta tới đây rồi. Thật xin lỗi, Đỗ Tiên Sinh. Lữ Đồng bình tĩnh nói, trong quán trọ dùng lửa không tiện, ta sẽ không làm than bồ hoàng nữa. Đỗ Trường Khanh nghẹn lại. Ngân tranh ở phía sau bật cười. Đỗ Trường Khanh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, một lúc sau mới ho nhẹ, lục cô nương, hôm nay ta không phải đến đây vì than bồ hoàng. Trà thảo mộc của cô, hắn nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói, cô có thể bán thêm cho ta một ít được không? Lục đồng cầm chiếc bát sứ trên bàn lên, mím môi, nhẹ nhàng hỏi, đỗ tiên sinh định trả bao nhiêu tiền? Đỗ Trường Khanh chừng mắt nhìn nàng, một lượng bạc, lục cô nương, Ngươi bán cho ta trà thảo dược của ngươi giá một lượng bạc một gói nhé. Một gói trà thảo dược nhiều nhất chỉ có thể uống 6-7 ngày, mỗi gói một lượng bạc được coi là rất cao. Lục Đồng mỉm cười. Đỗ Trường Khanh hỏi, "Lục cô nương tại sao lại cười?" Lục Đồng lắc đầu, giọng điệu vẫn như không có gì gấp gáp, xem ra Đỗ Tiên Sinh thật sự cũng không muốn cùng ta giao dịch, ta nhìn thấy có Hạnh Lâm Đường cách Nhân Tâm Y quán không xa, ra lớn nghiệp lớn có lẽ có thể trả nhiều hơn một chút nàng đáp lại lời đỗ trường khanh hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt dừng một chút đỗ trường khanh nghiến răng nghiến lợi nói lục cô nương cô có thể cho ta con số chính xác được không lục đồng ba lạng bạc một gói đát thế đỗ trường khanh nhảy dựng lên hét lớn sao cô không đi cướp đi lục đồng ngước mắt nhìn về phương xa sông lạc nguyệt chảy qua thành hai bên bờ trồng đầy cây dương liễu mùa xuân liễu bay chim vàng anh hót chim én nhảy múa nàng quay mặt đi nhìn đỗ trường khanh đang kích động rồi nói đỗ công tử dương hoa sao ở thịnh kinh sẽ còn bay thêm một thời gian nữa sao dương hoa một loài hoa ở trung quốc cây thân gỗ có màu trắng mọc thành từng chùm tương tự như bồ công anh gió thổi qua sẽ bay khắp bầu trời đỗ trường khanh cau mày Vậy thì sao? Nếu y quán có thể cung cấp trà thảo mộc, ít nhất trong 2-3 tháng tới, sẽ không cần lo lắng không có người mua đỗ trường khanh sừng sốt. Lục đồng khẽ mỉm cười. Nàng đã nhận thấy điều này khi lần đầu tiên đến Thịnh Kinh. Bờ sông chảy qua thành phố Thịnh Kinh được bao phủ bởi những cây dương liễu. Khi hoa dương bay trong không khí, khó tránh khỏi có người bị bay vào mũi. Thời đó người ta cũng thích uống trà nên nếu thuốc được điều chế thành trà chữa bệnh thì sẽ được nhiều người chấp nhận hơn. Chỉ cần Dương Hoa bay, trà thuốc có thể bán bao lâu cũng được. Trà thuốc của ta có tác dụng làm thông mũi, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Phải đến năm sau, những khách hàng trước đó mới quay lại. Tháng 3 hàng năm sẽ là thời điểm kiếm được rất nhiều tiền, nhân tâm y quán của Đỗ Tiên Sinh sẽ không rơi vào tình trạng bấp bênh như bây giờ. Đỗ Trường Khanh nghe vậy liền bất động, tựa như Lục Đồng đang nói đến điểm đau thầm kín nhất. Lục Đồng cũng không vội, Đỗ Trường Khanh nếu muốn duy trì y quán, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được một loại thuốc độc quyền, không thể thay thế để kinh doanh. Trà thuốc trị ngạt mũi là cộng rơm cứu mạng duy nhất mà hắn có thể nắm được. Người ta sẽ luôn nhượng bộ vô nguyên tắc khi đối mặt với cộng rơm cứu mạng. Trầm mặc hồi lâu, Đỗ Trường Khanh cuối cùng cũng lên tiếng nhìn lục đồng chậm rãi nói lục cô nương có ý kiến hay nhưng nếu các y quán khác học được cách làm trà thảo dược nhân tâm y quán còn có cơ hội thắng không lục đồng nghe vậy mỉm cười mặc kệ người khác có học được trà thảo dược của ta hay không đỗ tiên sinh sao không nghĩ tới nếu ta làm được trà thảo dược trị nghẹt mũi thì tại sao ta lại không làm được loại khác trà thảo mục khác đỗ trường khanh sửng sốt hắn nghi ngờ nhìn lục đồng Chẳng lẽ trà thảo mộc đó là do cô tự điều chế sao? Cô còn trẻ như vậy, có thể trong nhà có một y sư giỏi về y học, hoặc là cô vô tình lấy được công thức từ nơi khác. Hắn cứ tự mình suy đoán, nhưng Lục Đồng chỉ cười không nói gì. Nhìn thấy Lục Đồng vẫn không có ý định nhượng bộ, Đỗ Trường Khanh có chút thất vọng, cầm bát trà lên nhấp một ngụm, suy nghĩ một lúc mới nhẹ giọng nói, thành thật mà nói, Lục cô nương Ta cũng rất bị cám dỗ bởi những gì cô nói. Nhưng số tiền cô muốn thật sự quá nhiều. Hay là giảm giá một chút." Ngân Tranh tỏ ra khinh thường. Lục Đồng nhìn bát trà trước mặt, nhất thời không nói gì, một lúc sau mới nhìn Đỗ Trường Khanh nói, "Đỗ tiên sinh, ta có thể làm trà thảo dược cho huynh, lợi nhuận của huynh hết, ta sẽ không lấy một xu nào cả." Đỗ Trường Khanh nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên không tin. Tuy nhiên ta có một vài điều kiện." Đỗ Trường Khanh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, "Lục cô nương đáng lẽ phải sớm nói cho ta biết, cô có điều kiện gì?" "Đầu tiên, ta làm trà thuốc cho Nhân Tâm Y Quán, Đỗ Tiên Sinh cung cấp nguyên liệu, ta là người quyết định cuối cùng mỗi ngày phải làm bao nhiêu." Đỗ Trường Khanh cau mày, "Điều này không ổn lắm. Dù sao cũng sẽ không để Đỗ Tiên Sinh bị lỗ." Nhưng, Ngân Tranh ngắt lời, "Cô nương nhà ta không nhận tiền của huynh." tức là nàng ấy đưa không tiền cho huynh rồi còn gì trong công việc kinh doanh này huynh sẽ không bao giờ thua lỗ dù có tính toán thế nào vậy tại sao huynh lại nhưng nhị vậy còn bận tâm về điều gì chứ đỗ trường khanh nhịn một lát nói điều kiện thứ hai thì thế nào ta và ngân tranh mới đến thịnh kinh và không có nơi nào để ở đỗ tiên sinh xin hãy giúp chúng ta tìm một nơi để ở chỗ ở và thức ăn đều phải được đảm bảo Đỗ Trường Khanh mở to mắt, nhìn hai người như quái vật, hai cô nương từ nơi khác các ngươi một mình đến thịnh kinh mà không có người quen sao. Lục Đồng không trả lời hắn mà cúi đầu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên lại mỉm cười nói, nghe nói các y quán ở thịnh kinh, y sư bình thường nhất trong số các y sư, được cấp tiền lương là hai lạng bạc mỗi tháng. Đỗ Trường Khanh không hiểu, gật đầu, ừ, thì sao? Ta muốn trở thành y sư chủ trị của nhân tâm y quán đây là điều kiện thứ ba nàng nói chương năm kế ra khi hai người lục đồng đến được thịnh kinh đã là chuyện của một tháng sau ngân tranh đưa cho người lính gác cổng thành giấy thông hành để vào thành sau đó đi theo lục đồng vào thành vừa ra tới đường phố cô đã choáng váng trước sự thịnh vượng của thịnh kinh thở dài nhẹ nhàng quả nhiên là thịnh kinh sau khi đi qua cổng thành khung cảnh bỗng trở nên sôi động các nhà hàng lớn nhỏ và các quán trà có ở khắp mọi nơi. Một người phụ nữ mặc váy lụa đỏ đang bán hoa đào, hương thơm tràn ngập khắp nơi. Cả thành phố náo nhiệt và người dân đi lại xung quanh. Những chiếc đèn lồng treo trong nhà hàng được trang trí bằng những tấm rèm đính cườm mỏng, tỏa ánh sáng trong vắt như pha lê. Thời tiết trong lành, mây tan, đường phố nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, thực sự rất phú quý nhộn nhịp. Lúc Ngân Tranh còn đang thở dài cảm thán, Lục Đồng đã rời ánh mắt đi, nói, chúng ta trước tiên tìm một quán trọ mà ở. Nơi kinh thành tất đất tất vàng, giá phòng trọ hẳn cũng rất đắt đỏ. Hai người tìm được một quán trọ nhỏ tương đối sạch sẽ và ở đó trước. Ngân Tranh đi nhờ quán trọ chuẩn bị chút đồ ăn, Lục Đồng đi xuống lầu trước. Nhà trọ nằm ở phía tây thành phố, cách đường Nam sầm uất một đoạn nên giá thuê không đắt lắm hầu hết những người đến nghỉ tại nhà trọ này đều là những thương nhân đến thịnh kinh để làm ăn lục đồng đi đến bên quầy trưởng quầy là một người đàn ông trung niên mặc áo màu nâu đang bận tính toán thì đột nhiên nghe thấy trước mặt có người hỏi trưởng quầy gần đây có chỗ bán đồ sứ không người trưởng quầy ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình những người phụ nữ ở thịnh kinh đều cao và xinh đẹp nhưng cô gái trước mặt lại rất nhỏ nhắn cô có khuôn mặt trái xoan đôi mắt đen và sáng với nước da trắng quá mức nàng sinh ra đã rất gầy trông vô cùng yếu ớt nàng mặc một chiếc váy lụa trắng rất giản dị mái tóc đen được tết thành bím trên thái dương chỉ có một bông hoa lụa trắng mờ ảo vẻ đẹp như vậy giống như một người đẹp bước ra từ bức tranh non xanh nước biếc tinh tế và trong trèo người trường quầy cười nói cô nương không phải người ở đây nhỉ trông như đến từ tô nam Lục đồng không gật đầu cũng không phủ nhận, chỉ cười nói, nghe nói đồ sứ của kế gia ở thịnh kinh rất tốt. Trường quầy có biết đồ sứ của kế gia mua ở đâu không? Lời này vừa nói ra, trường quầy còn chưa kịp trả lời, một vị khách ngồi ở sảnh chính phía sau đã hét lên, đồ sứ của kế gia có gì tốt đâu. Chỉ là may mắn thôi, tình cờ gặp may thôi. Lục đồng quay lại, nhìn thấy người đang nói là một người đàn ông ăn mặc như một thương nhân, nàng dừng lại hỏi vị đại ca này vì sao huynh lại nói vậy người thương nhân kia nghe đến chữ đại ca không chút do dự nói thì ban đầu nhà họ kế bán đồ sứ ở kinh thành chưa từng nghe nói có tay nghề gì nổi trội nhưng một năm trước không biết chuyện gì đã xảy ra may mắn thế nào mà người hầu trong phủ tề thái sư đi mua chén bát cho tiệc sinh nhật của tề phu nhân họ đã chọn nhà họ kế tiệc sinh nhật của tề phu nhân rất náo nhiệt Nhà họ Kế cũng trở nên nổi tiếng, từ đó, nhiều quan chức ở kinh thành đã đến nhà họ Kế mua đồ sứ, danh tiếng vang xa. Khi Thương gia kia nói đến đây, nhấp một ngụm trà thô, tức giận nói, "Kế gia gần đây gần như đã thâu tóm việc kinh doanh đồ sứ ở Thịnh Kinh, thậm chí họ còn không chia một phần cháo cho người khác. Hiện nay kinh doanh đồ sứ ở kinh thành chỉ có duy nhất Kế gia, sao có nhà nào khác được?" có lẽ thương nhân này cũng là một trong những người không có cháo do ảnh hưởng của nhà họ kế thấy vẻ mặt trầm tư của lục đồng thương nhân lại khuyên nhủ cô nương cũng đừng đến kế ra mua đồ sứ bây giờ đồ sứ nhà họ kế chỉ bán cho quan lại coi thường việc làm ăn nhỏ lẻ việc gì mình phải tự tìm đến khó chịu chứ giọng điệu của lục đồng nhẹ nhàng nụ cười trong mắt nhạt đi nhẹ nhàng nói đại ca nói như vậy khiến ta càng tò mò hơn ta muốn xem đồ sứ tinh xảo như thế nào mà có thể gây ấn tượng với phủ thái sư vốn đã quen dùng đồ chân quý. nếu cô nương thật sự muốn đến tiệm đồ sứ kế ra thì cũng không khó đâu. người trưởng quầy tốt bụng mỉm cười chỉ đường cho lục đồng. cửa hàng kế ra ở phía nam thành phố. cô cứ đi dọc theo con đường này có thể nhìn thấy cầu lạc nguyệt. cô chỉ cần đi qua cầu. cuối cầu có tháp phong lạc. phía dưới có một con hẻm đi qua con hẻm là cô có thể nhìn thấy nhà họ kế. Lục đồng cảm ơn trường quầy và thương gia trước khi quay trở lại tầng trên. Vừa vào phòng, Ngân Tranh đã bày sẵn đồ ăn ra, dục lục đồng, cô nương, chúng ta ăn cơm trước đi. Lục đồng ngồi vào bàn, cùng Ngân Tranh cầm bát đũa, Ngân Tranh ngập ngừng nói, cô nương, vừa rồi nghe thấy cô hỏi về nhà họ kế ở tầng dưới. Lục đồng nói, ăn cơm đi ăn xong ta sẽ đến kế ra. Nghe các thương nhân kể rằng nhà họ kế gặp may mắn phát lên cách đây một năm. Cũng là lúc Lục Nhu qua đời vì bệnh tật. Thật sự rất khó mà không suy nghĩ về điều đó. Phố Nam sôi động hơn nhiều so với phố Tây. Trên cầu lạc nguyệt dòng người nườm nượp, gió sông thổi qua thành cũng mang. Theo mùi thơm, có rất nhiều đèn lồng treo dưới lan can cầu, tương truyền vào một đêm trời trong ánh sáng như đom đóm vầng trăng lưỡi liềm trắng bạc rơi xuống dưới cổ khiến thành phố tràn ngập ánh trăng đi qua con hẻm phía dưới tháp phong lạc cuối cùng có một ngôi nhà cổng lớn và cao tấm bảng trên cửa ghi kế trạch đây là nơi ở mới mua của gia đình nhà họ kế lúc đó đã là buổi trưa một thiếu niên mặc áo xanh đang ngủ gật trước cổng tuy nhà họ kế giàu có nhưng ông chủ lại đối xử hà khắc và keo kiệt với người hầu đang lúc buồn ngủ hắn bất ngờ nghe thấy trước mặt có người đang nói chuyện tiếu ca thiếu gia trong phủ của ngươi là kế thành hưng tiên sinh đúng không người gác cổng chợt tỉnh táo lại đứng trước mặt hắn là hai cô nương trẻ tuổi trong đó có một người đeo mạng che mặt hắn trả lời đúng các cô Cô nương nhà ta là em họ bên ngoài của Tiên phu nhân. Muốn gặp lão phu nhân của quý phủ. Trong vườn nhà kế gia, mẫu đơn đang nở rộ. Kế phu nhân không thích tẻ nhạt, người làm kinh doanh luôn thích náo nhiệt. Sau khi mua căn nhà này, bà đã cho người đào mấy bụi che xanh vốn được trồng trong vườn, sau đó lấp cái ao nhỏ và cải tạo một khu vườn. Vườn quanh năm đầy hoa. Trong đại sảnh lúc này, kế phu nhân đang ngồi trên ghế nhìn tú nương thiêu quạt, trên. Bàn có vài chiếc bánh cam và hạt rẻ, thỉnh thoảng bà sẽ nhét một miếng vào miệng, nhưng... Cũng không thích, cảm thấy bánh ngọt hôm nay quá nhạt nhẽo. Người nô bộc đi vào, nhỏ giọng nói, lão phu nhân, bên ngoài có người muốn gặp. Nói là em họ của tiên phu nhân. Sắc mặt kế phu nhân thay đổi, giọng nói bất giác trở nên the thế em họ của ai? Nô bộc nọ co rúm người lại, của tiên phu nhân à? Kế phu nhân cau mày, không phải nhà họ lục đã chết hết rồi sao? Sao lại mọc ra? Một đứa em họ, mà mà bên cạnh nói, có lẽ là thân thích họ hàng xa nhà nghèo, không biết. Chuyện của nhà họ lục nên mới đến thăm. Kế phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói với gia nhân, không cần quan tâm, cứ đuổi cô. Ta đi. Tên Gia Nô nhận lệnh rồi rời đi, một lúc sau hắn lại quay lại. Kế phu nhân không kiên nhẫn, vẫn chưa chịu đi ư? Chưa hả, à, người gác cổng có chút xấu hổ, người khách nói cô ta và gia đình Cố phu nhân có quan hệ thân thiết. Nghe tin lục gia chết thảm nên cô ta đến để lấy của hồi môn. Của Cố phu nhân, của hồi môn, sắc mặt kế phu nhân đột nhiên trở nên khó coi, đâu ra một kẻ. Không biết quy tắc như vậy lục thị kia làm gì có của hồi môn gì già nô nốt khan thận trọng nói đối phương nói nếu không gặp được lão phu nhân thì sẽ đem ghế ngồi ở cửa sau đó đi từng nhà hỏi thăm hàng xóm lão phu nhân ngoài kia bao người qua lại e rằng truyền đi sẽ không hay lắm sắc mặt kế phu nhân tái mét một lúc sau bà mới ép ra được vài chữ qua kẽ răng cho cô ta vào đi chương sáu Lục Đồng đi theo người hầu của kế gia vào nhà, Ngân Tranh ở bên ngoài. Vừa bước vào cửa, trước mặt là một bàn hoa mẫu đơn, sân vườn nhà họ kế rất rộng, hoa nở rộ, bước vào có cảm giác như đang bước vào một bụi hoa, cả sân tràn ngập hương thơm. Lục Đồng cụp mắt xuống. Lục Nhu bị dị ứng với phấn hoa, mỗi khi đến gần hoa tươi sẽ nổi mẩn đỏ khắp mặt và toàn thân. Cho nên không bao giờ có dấu vết của một bông hoa trong lục gia tuy nhiên lục nhu rất thích hoa nên mẹ cô dùng vải vụn làm thành nhiều bông hoa giả rồi cắm vào lọ sứ để thêm chút màu sắc nhưng nhà họ kế tựa hồ cũng không có lo lắng như vậy hoa vẫn nở khi đến chính điện có một phu nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ cầm lai khuôn mặt dài đôi mắt sắc lẹm đôi môi mỏng tô son mặc một chiếc đại y dài màu đỏ với những cành nho đan sen vào nhau bên tay đeo đôi bông tai quả bầu vàng nặng trịch trông bà cực kỳ giàu có, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ hơi xấu tính. Một lúc sau, lục đồng nhẹ nhàng chào kế phu nhân, tiểu nữ vương oanh oanh xin ra mắt lão phu nhân. Kế phu nhân không nói gì, vẻ mặt trịch thượng nhìn lục đồng. Đây là một cô gái trẻ, mặc một bộ y phục màu nâu nhạt đã được giặt trắng, trên khuỷu tay có một vết sẹo khó thấy, rất tồi tàn. Ánh mắt kế phu nhân rơi vào tấm khăn trắng trên mặt lục đồng, bà hơi cau mày nói sao lại đeo mạng che mặt oanh oanh trên đường tới thịnh kinh gặp phải tình trạng khẩn cấp vết mần đỏ trên mặt vẫn chưa khỏi lục đồng nhẹ giọng nói không dám làm bẩn mắt lão phu nhân nhìn thấy trên cổ lộ ra quả nhiên có vết mần đỏ kế phu nhân trong lòng hơi động xua tay vậy ngươi tránh ra đi giọng điệu không khách khí lục đồng lùi lại hai bước theo chỉ dẫn lý ma ma ở bên cạnh mỉm cười vừa xoa vai kế phu nhân vừa hỏi lục đồng, oanh oanh cô nương quê ở đâu? Lục đồng đáp, tiểu nữ là người miền Nam Tô Nam. Tô Nam, kế phu nhân nhìn nàng một cái, ta chưa từng nghe nói có người thân của lục gia ở Tô Nam. Mẹ của lục nhu tỷ là gì của oanh oanh? Ta khi còn nhỏ đã cùng cha mẹ đến miền Nam Giang Tô. Khi đó, mẹ thân thể yếu đuối và cha bị bệnh nặng. Dì của anh oanh từng nói rằng bà sẽ coi ta như con gái ruột của mình. Nếu gặp khó khăn, hãy đến huyện Trường Vũ để được giúp đỡ. Lúc này, giọng nói của Lục Đồng có vẻ buồn bã. Bây giờ cha mẹ ta đã qua đời. Oanh oanh cuối cùng cũng đến được Trường Vũ, mới biết là gì của ta. Kế phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đúng như lời Lý Mama nói. Vương oanh oanh này chỉ là một kẻ nhà lụi bại đến tìm chỗ trông gió mùa thu mà thôi có lẽ là muốn lừa chút tiền. Nghĩ đến đây, bà mất kiên nhẫn nói, nếu cô nương đến đây gặp Lục Nhu, thì cũng biết là Lục Nhu đã chết vì bệnh tật từ lâu, trong nhà họ kế hiện tại không còn người như vậy nữa. Ngoại trừ, bà cười danh mãnh nói, cô nương nói là Lục Thị và cô nương thân thiết như chị em vậy, nhưng trước đây ta chưa từng nghe Lục Nhu nhắc tới một người như vậy. Ai biết được cô nói là đúng hay sai? Lão phu nhân, Bà yên tâm, quanh oanh từng sống ở huyện Trường Vũ một thời gian, mọi người trong xóm đều biết điều đó. Lão phu nhân, bà có thể nhờ người đến huyện Trường Vũ để hỏi thăm, bà sẽ biết đâu là thật đâu là giả. Kế phu nhân nghẹn họng, bên cạnh Lý Ma Ma lập tức lên tiếng, cô nương, cố phu nhân đã đi rồi, cho dù ngươi nương nhờ thì bây giờ thiếu gia cũng đã cưới dâu mới, duyên phận với lục gia đã kết thúc một nữ tử chưa từng gả như cô nương ở lại trong nhà họ kế. Chuyện này nếu không rõ ràng mà truyền ra ngoài, cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của cô. Lý Mama cho rằng lời mình nói rất có lý. Cô gái nào cũng quan tâm danh tiếng, cho dù nàng ấy có muốn tìm chỗ chống lại cơn gió mùa thu, cũng phải cân nhắc xem có đáng không. Ánh mắt lục đồng hơi lóe lên. Tân nương, lục nhu mới qua đời được một năm nhưng kế thừa hưng đã tái hôn ngón tay trong tay áo hơi nắm chặt nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa oanh oanh biết thân phận của mình xấu hổ tự nhiên không dám ở lại kế ra ta vừa nãy nói với người gác cửa rằng chuyến đi này là đến để lấy của hồi môn của biểu tỷ ta những lời này vừa nói ra trong phòng liền im lặng một lúc lâu sau kế phu nhân mới chậm rãi nói người nói cái gì như không để ý tới ánh mắt nham hiểm của bà lục đồng nhẹ nhàng nói dì ta từng muốn coi oanh oanh là con ruột của mình để nuôi nấng, nên ta coi như là một nửa người của lục gia. Vì cha và nhị ca của biểu tỷ không còn nữa, chúng ta và kế gia đã trở thành người xa lạ. Biểu tỷ của ta chưa từng sinh con, nên của hồi môn đương nhiên phải được trả lại cho lục gia, oanh oanh có thể thay mặt tỷ ấy lo liệu. Khi vợ chết vì bệnh, nhà chồng nên trả lại của hồi môn cho người vợ đã khuất. Lục đồng ngước mắt lên, giả vờ ngạc nhiên, nhà họ kế giàu có như vậy, sẽ không tiếc khi trả lại của hồi môn của biểu tỷ ta, phải không? Giọng nói của cô không nhanh cũng không chậm, tư thế nhẹ nhàng dịu dàng nhưng giống như một gáo dầu nóng đổ xuống người, lập tức khơi dậy cơn tức giận của kế phu nhân. Kế phu nhân vỗ bàn, cô ta có của hồi môn gì chứ? Con gái một thư sinh nghèo được gả vào nhà chúng ta đã là trèo cao. Nếu con trai ta không thích, sao nhà họ kế của chúng ta có thể lấy con dâu như vậy để những người xung quanh cười nhau thật là như một trò hê chẳng qua là có bản mặt hồ ly tinh thôi nếu không thì lý ma ma ở bên cạnh ho khan kế phu nhân đột nhiên ngừng nói bắt gặp ánh mắt của lục đồng đột nhiên cười lạnh ngươi cứ nói thân thiết với biểu tỷ ngươi sao không đi tìm hiểu xem biểu tỷ ngươi là cái loại gì lục đồng bình tĩnh nhìn bà ta lục thị vào nhà họ kế, không tuân theo nữ tắc, ỷ vào bản thân có mấy phần dung mạo, nàng ta công khai dụ dỗ tể đại thiếu gia, thậm chí còn không thèm nhìn thận phận của mình, tề công tử làm sao có thể coi trọng một người phụ nữ như cô ta. Thật không biết xấu hổ, bị từ chối, đầu bù xù y phục không chỉnh tề chạy ra ngoài. Sự việc xảy ra sau đó cô ta mới nhận ra mình không biết xấu hổ, không nhịn được mà nhảy xuống ao nhưng nhà họ kế đã thành trò cười ở kinh thành rồi nói đến đây bà càng kích động lục ra không có ai tốt đẹp gì để để cô ta không an phận chút nào sau khi vào kinh thành liền bị quan phủ bắt vì tội trộm tiền và cưỡng gian trong nhà không có một người là người tốt bọn họ đáng chết kế phu nhân chỉ vào chiếc bàn hoa mẫu đơn ngoài cửa nếu không phải cô ta nhảy xuống ao làm hỏng phong thủy ngôi nhà mới của ta thì sao ta lại phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để lấp ao và trồng hoa mẫu đơn đáng tiếc hồng liên hoa mới nở của ta bà lại chỉ vào lục đồng giọng nói có chút sắc bén muốn tìm của hồi môn thì đến chỗ tỷ tỷ ngươi mà xin lục thị đến tay không về tay không nhà họ kế của ta đã tận lực cung cấp cơm ăn áo mặc cho cô ta dù cô có kiện ta cũng không sợ thử đến quan phủ Xem quan gia có tin tưởng cô không? Quan gia sẽ tin một gia đình đàn ông trộm cắp phụ nữ thông dâm hay là gia đình họ kế chúng ta? Người phụ nữ vừa nói xong, lồng ngực vập phồng dữ dội, Lý Mama vội vàng bước tới vỗ nhẹ vào lưng bà. Bà ta uống thêm hai ngụm trà thơm, sau đó lấy lại hơi thở, chừng mắt nhìn lục đồng nói, cô còn muốn làm gì nữa? Sao còn không nhanh chóng rời đi? Cô định mặt dày vô sỉ ở lại kế ra sao? Lữ đồng cục mắt, oanh oanh hiểu rồi. Nàng xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Có lẽ tiếng động quá lớn, lục đồng vừa bước vào đại sảnh liền đụng phải một cô gái trẻ. Người phụ nữ này có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trang điểm rất trắng, lông mày nhọn nhướng lên, mặc một chiếc váy mã diện màu xanh ngọc lục bảo, nhìn có chút dữ tợn. Giọng nói của cô cũng hơi cao lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lục đồng. Sau đó nhìn vào đại sảnh, mẫu thân, đây là Mẫu thân. Lục Đồng trong lòng hơi động, kế phu nhân chỉ có một đứa con trai là kế thừa Hưng, người phụ nữ này là vợ mới cưới của kế thừa Hưng. Kế phu nhân ho nhẹ, chỉ là họ hàng xa thôi. Ánh mắt Lục Đồng dừng lại trên chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái một lúc rồi nhanh chóng rời đi, không để ý đến những gì phía sau nữa, bước ra khỏi đại sảnh mà không quay đầu lại. Ngoài cửa, Ngân Tranh đang đi tới đi lui lo lắng, nhìn thấy Lục Đồng đi ra, vội vàng hỏi: "Cô nương, cô vẫn ổn chứ?" Lục Đồng không nói gì, chỉ thúc giục: "Đi thôi." Ngân Tranh không biết tại sao, liếc nhìn kế ra một cái rồi vội vàng cùng Lục Đồng rời đi. Sau khi đi qua con hẻm phía dưới Phong Lạc lâu, Lục Đồng đột nhiên dừng lại, cởi miếng mạng trắng trên mặt ra, để lộ khuôn mặt đầy vết mẩn đỏ. Cô nương Ngân Tranh cẩn thận nhìn về mặt của cô, hay là chúng ta tìm người hỏi một chút. Không cần hỏi, Lục Đồng lạnh lùng nói, tỷ tỷ ta bị giết hại. Chương 7, châm cài tóc. Trở lại quán trọ, trời đã gần tối. Ngân Tranh đi xuống tầng lấy nước nóng, còn Lục Đồng thì ngơ ngác ngồi trước chiếc bàn dài. Một tấm bình phong bằng gỗ được đặt ở nơi chiếc bàn dài nối với phòng sau. Lục Đồng xuất thần nhìn chằm chằm vào màn bình phong. Nhìn chăm chú rồi chậm rãi duỗi ngón tay ra, vẽ theo những chùm hoa dâm bụt đang nở rộ trong tranh. Hôm nay, thiếu phu nhân của nhà họ Kế cũng cài một bông hoa dâm bụt màu bạc trên tóc. Khuôn mặt của Lục Nhu hiện lên trong đầu Lục Đồng. Trong ba người con của Lục gia, Lục Nhu hiền lành trong sáng, Lục Khiêm thông minh bướng bỉnh, nàng là con út, tuy cha nói là nghiêm khắc, nhưng thực tế ông luôn đối xử với nàng rất mực cưng chiều gia đình nghèo nhưng họ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Lục Nhu lớn hơn Lục Đồng mấy tuổi, khi Lục Đồng còn là một cô bé ngây thơ lạc quan thì Lục Nhu đã rất xinh đẹp hiểu chuyện. Mẹ lấy trong hộp của hồi môn lấy ra một chiếc châm cài tóc màu bạc có đính đá quý, cài lên tóc của Lục Nhu, mẹ cũng chọn cho Lục Nhu một chiếc váy trơn màu xanh ngọc bích để mặc, mong là nữ nhi tại bữa tiệc mùa xuân bên sông Lâm Phương là đẹp nhất. Lục đồng nhìn đại tỷ đã hoàn toàn khác trước, nàng kéo góc váy của mẹ, chỉ vào chiếc châm hoa dâm bột trên đầu lục nhu, nương, con muốn cái đó. Cái này không được, mẹ cười nói, con còn nhỏ, bây giờ không cần, đợi đồng đồng của chúng ta lớn lên, mẹ sẽ chọn thứ khác cho con. Khi đó cô còn trẻ, ỷ vào sự yêu ái của mọi người cảm thấy tự tin và không muốn nhượng bộ. Con muốn cái đó của tỷ tỷ, cho đến khi cha vào nhà thấy nàng vô cớ náo sự như vậy, ông liền tức giận và trừng phạt nàng không được đi dự tiệc ngắm hoa và ở nhà chép sách trăm lần. nàng ở nhà một mình, vừa khóc vừa chép sách, đến trưa đói bụng muốn vào bếp lấy số bánh xèo còn lại nhưng chợt người thấy một mùi thơm lạ, lục nhu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một con gà nướng bọc giấy dầu. chiếc váy mới của cô dính đầy bùn sông, chán lấm tấm mồ hôi. nàng sửng sốt, sao tỷ lại quay lại? Lục nhu nheo má nàng nói, nếu ta không quay lại, mắt muội sẽ sưng lên như quả óc chó. Nàng mở túi giấy, xé chiếc đùi gà to nhất đưa vào miệng lục đồng, đừng khóc nữa, mau ăn đi. Không phải mẹ nói hôm nay mẹ muốn cho tỷ gặp phu quân tương lai của tỷ sao? Nàng mơ hồ hỏi trong khi miệng đầy dầu. Huyện Trường Vũ quá nhỏ, hàng xóm hầu hết đều quen biết nhau. Người ta thường tận dụng bữa tiệc mùa xuân để gặp con gì hoặc con dâu tương lai sớm lục nhu đỏ mặt nói muội biết cái gì dừng một chút cô cười nói phu quân cũng không quan trọng bằng muội muội của ta nàng cảm thấy vô cùng tự hào lục nhu lại sờ lên chiếc châm hoa trên đầu đêm tối mẹ đi ngủ ta sẽ đưa chiếc châm hoa này cho muội muội giấu đi để mẹ không biết một chiếc châm cài hoa đáng để muội khóc lóc như vậy sao nàng đang ăn gà nướng tay ngắn cầm sau đó nhìn chiếc châm cài hoa dâm bụt trên đầu lục nhu cảm thấy rất đẹp nói thôi tỷ tạm thời giúp muội giữ nó sau này có một ngày muội sẽ đến tìm tỷ đòi lục nhu gần như cảm thấy buồn cười đùa với cô vậy thì muội phải nhanh lên nếu không ta gả đi rồi muội muốn lấy lại tìm cũng không thấy ta cô nghe vậy không khỏi không vui cô ý lau bàn tay dính đầy dầu của mình lên mặt lục nhu vậy tỷ lấy chồng ở đâu ta cũng sẽ theo tỷ tới đó dù sao, tỷ cũng là tỷ tỷ của ta." Két, cửa bị đẩy ra, Ngân Tranh bưng một cái chậu bước vào. Lục Đồng ngước mắt lên, mùi vải thiều dịu nhẹ từ tỷ tỷ dường như vẫn còn đọng lại trên chóp mũi, trong nháy mắt, trước mặt chỉ còn một màn lạnh lẽo. Ngân Tranh đem cái chậu bưng tới bàn, quay người đóng cửa lại. Lục Đồng nhặt chiếc khăn tay lên, từng chút một lau vết đỏ trên mặt. "Cô nương, Ngân Tranh cẩn thận hỏi, hôm nay cô nói đại cô nương bị kế ra hại chết. Lục đồng im lặng một lúc mới mở miệng nói, lúc chúng ta ở huyện Trường Vũ, hàng xóm của chúng ta đã nói khi nhà họ Lục nhận được tin tỷ tỷ qua đời từ Kinh Thành là khi nào. Ngân tranh suy nghĩ một chút, là tháng 3. Đúng vậy, Lục đồng bình tĩnh nói, nhưng hôm nay kế gia nói Lục Nhu đã chết vào mùa hè. Ngân tranh giật mình, kinh ngạc nhìn Lục đồng. Lục đồng ánh mắt lạnh lẽo hôm nay kế phu nhân bị ta chọc tức trong lúc lỡ lời nói ra. Nếu cô ta không nhảy xuống ao làm hỏng phong thủy nhà mới của ta thì sao ta lại tốn nhiều tiền như vậy để lấp ao, thay vào đó là trồng hoa mẫu đơn mới. Đáng tiếc ao hồng liên hoa mới nở của ta, lục đồng lập tức nghi ngờ. Hoa sen không nở vào tháng 3, cho dù hành trình từ Kinh Thành đến huyện Trường Vũ có bị trì hoãn bao lâu thì nhiều nhất cũng chỉ mất hơn một tháng. Không thể nào lục nhu chết vào mùa hè năm thứ nhất mãi đến năm sau tin tức mới truyền đến huyện trường vũ hơn nữa mùa hè năm đó lục khiêm vẫn chưa đến kinh thành hai tin tức một trong số đó chắc chắn là nói dối lục khiêm chỉ đến kinh thành sau khi nghe tin lục nhu đã chết nếu lúc đó lục nhu còn sống thì tại sao bây giờ người dân huyện trường vũ lại nói trong thư có tin lục nhu đã chết rằng lục nhu đã chết từ lâu rồi tuy nhiên Kế gia vốn muốn đưa tin về cái chết của gia đình Lục Nhu, nhưng họ không ngờ rằng Lục Khiêm kiên trì một mình đến Thịnh Kinh để hỏi tin tức. Hoặc có thể lá thư mà Lục Khiêm nhận được hoàn toàn không phải là tin tức về cái chết của Lục Nhu. Sự thật thật khó hiểu, lời kế phu nhân nói Lục Đồng một chữ cũng không tin. Lục Nhu thất bại trong việc quyến rũ tề công tử, nhưng kế gia đã giành được sự yêu ái của tề thái sư một năm trước và việc kinh doanh đổ xứ rất phát đạt nhìn thế nào cũng có chút trùng hợp nàng muốn ở lại kinh đô ở lại đây tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với lục nhu và nguyên nhân gây ra thảm họa của lục gia bên cạnh đó lấy lại chiếc châm hoa dâm bột đeo trên đầu tân nương nhà họ kế kia sau khi vết đỏ cuối cùng được lau đi ngân tranh nhìn khuôn mặt trắng nõn của người trong gương do dự một lát rồi nói nhưng cô nương trước đó ta còn có một chuyện khác cần phải nhắc nhở cô nàng thở dài chúng ta sắp hết tiền rồi khi màn đêm buông xuống ánh đèn trong phủ kế ra bật sáng kế thừa hưng vén rèm che bước vào đại sảnh khi giano bên cạnh kế phu nhân nhìn thấy hắn nụ cười của nàng ta đặc biệt quyến rũ rót trà cho hắn kế thừa hưng hiện đang đứng gần đó không giống như những thương nhân khác nét mặt hắn anh tuấn chỉnh tề chiếc quần lụa màu mật ong khiến hắn càng thêm tao nhã hiện tại Công việc kinh doanh đồ sứ của kế gia đang phát triển tốt và hắn luôn là người thu hút sự chú ý trên bàn trà của các thương nhân. Rất nhiều cô nương có ý nghĩ khác thường với hắn. Kế phu nhân cũng chú ý đến nụ cười của nha hoàn, không khỏi cau mày, lùi lại nhìn kế thừa hưng đang ngồi ở bàn bóc hạt rẻ ăn, nói, hôm nay con về muộn. Con đi uống vài ly, kế thừa hưng không để ý nói. Mùi rượu nồng nặc như vậy, cẩn thận tần thị lại bắt đầu náo chuyện. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kế Thừa Hưng hơi biến. Tần Thị là tân nương của hắn, cô ta hung hãn và hống hách, kiểm soát hắn rất chặt, điều này thực sự rất khó chịu. Mỗi khi điều này xảy ra, Kế Thừa Hưng lại nhớ đến sự dịu dàng của người vợ đã khuất. Vừa nhớ đến Lục Nhu, Kế Thừa Hưng đã nghe thấy kế phu nhân nói, "Hôm nay, biểu muội của Lục Thị tới đây." Kế Thừa Hưng sững sốt, biểu muội của Lục Nhu biểu muội của Lục Nhu từ đâu đến? Con chưa từng nghe Lục thị nhắc tới sao?" Kế phu nhân có chút nghi ngờ, bà kể cho con trai nghe chuyện ngày đó của kế gia, sau đó nói, "Mẹ thấy người này đến đây rất kỳ lạ. Sau đó ta cử người đi theo dõi, nhưng lại để mất dấu rồi." Kế Thừa Hưng cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu, "Sau khi cưới Lục Nhu, ta chưa từng nghe nàng ấy nói gì về biểu muội, cô ta chắc chắn là kẻ dối trá đến tống tiền." sắc mặt bà kế phu nhân lóe lên không hiểu sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an suy cho cùng chuyện của lục ra lẽ ra ta không nên để con ra tay hiện tại không thể làm sáng tỏ được kế thừa hưng nghe vậy cũng trở nên căng thẳng mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ kế phu nhân xua tay ta đã nhờ người đến huyện trường vũ để hỏi thăm người tên là vương oanh oanh bà nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt giọng điệu dần dần trở nên u ám, có gì không ổn, trước mặt có cây cao, có gì phải sợ. Lục gia không thể gây sóng gió gì đâu. chương 8, Hồ Viên Ngoại Ở Tịnh Kinh khi mùa xuân đến, các quầy hàng bán đồ ăn nhẹ trên đường phố dần dần xuất hiện ngày càng nhiều. Khi đó, các phu nhân sẽ lên núi thắp hương, đi đường buồn chán sẽ mua một ít kẹo mè và bánh cam. Bánh vân phiến của Phùng Tam Nương Tử là loại bán chạy nhất mỏng như bông tuyết, thơm và ngọt. Trong nhân tâm y quán, trước chiếc tủ dài, Đỗ Trường Khanh đang ngơ ngác nhìn sang bên kia đường, trong miệng ngậm nửa miếng bánh vân phiến. Đỗ ra ở phường Nam Vượng, thịnh kinh vốn khởi đầu là một tiệm thuốc, sau này tiệm thuốc ngày càng mở rộng và trở thành một y quán. Danh tiếng của y quán ngày càng lớn, dinh phủ của Đỗ Lão Gia cũng ngày càng mở rộng. Đỗ lão gia bận rộn xây dựng và duy trì công việc kinh doanh của gia đình khi còn trẻ, mãi đến tuổi trung niên ông mới cưới một người vợ. Người vợ yêu quý của ông năm ấy 29 tuổi, xinh đẹp như hoa, thành thân một năm thì nàng có thai. Lớn tuổi rồi cuối cùng cũng có con, đỗ lão gia vui mừng khôn xiết, hận không thể sủng thê từ lên tận trời. Đáng tiếc, đỗ phu nhân thực sự không được may mắn, sau khi sinh con trai được một năm thì qua đời. Đỗ lão gia cảm thấy có lỗi với đứa trẻ đã mất mẹ từ nhỏ, hơn nữa, đứa trẻ quả thực rất thông minh và dễ thương nên càng được ông cưng chiều hơn. Thế là ông hết mực chiều chuộng, nuôi dạy con trai thành một kẻ vô dụng, không nhấc nổi tay, không gánh được vai, suốt ngày chỉ biết nghe nhạc và uống rượu. Đỗ Trường Khanh chính là thứ phế vật này. Khi Đỗ lão gia còn sống, gia đình luôn rất giàu có, nhưng sau khi Đỗ lão gia mất đi, Đỗ gia không còn ai chống đỡ. Đỗ Trường Khanh được cưng chiều mà lớn lên, kiến thức cũng ở mức trung bình, suốt ngày chỉ trêu ngựa chọc chó, bộ dáng cũng không có nghiêm túc. Hắn cũng là người hào phóng, đám bạn bè lại chỉ coi hắn như cái kho tiền, hôm nay mẹ già của Trương Tam ốm nặng, sẽ cho hắn ta vay 300 lượng, ngày mai Lý Tứ sẽ rời thịnh kinh để làm ăn, nhờ hắn xoay giúp 500 lượng. Cứ thế, thời gian trôi qua, Tất cả bất động sản và cửa hàng đều bị xóa sổ, cuối cùng chỉ còn lại y quán nhỏ đổ nát ở phố Tây này. Y quán nhỏ này là nơi Đỗ lão gia khi còn sống bắt đầu sự nghiệp, Đỗ Trường Khanh không dám bán nên nhờ một thầy đồ trên đường phố viết một tấm biển rồi treo lên, thế là hắn đã trở thành chủ sở hữu của Nhân Tâm y quán. Lang trung ban đầu của y quán đã bị Hạnh Lâm Đường thuê đi mất với giá cao, trong một thời gian cũng không thể tìm được lang trung phù hợp. Hơn nữa y quán này cũng thu không đủ chi, có lang trung hay không cũng không có gì khác biệt. Ngày thường, có người dân xung quanh thỉnh thoảng đến y quán này mua vài đơn thuốc thì y quán mới miễn cưỡng trụ được, nhưng không lâu nữa y quán này chắc sẽ phải bán đi. Một chiếc xe ngựa từ ngoài đường chạy tới, bánh xe lăn trên mặt đất. Có người bước xuống xe. Đỗ trường khanh hai mắt sáng lên, hắn nuốt vội ngụm bánh vân phiến trong miệng, xóa đi vẻ mặt bơ phờ, vội vàng tiến lên chào hỏi chiều mến gọi lớn, thúc. Người tới là một người đàn ông quấn khăn choàng, khoảng 50 tuổi, mặc áo lụa màu trầm, trên tay cầm một chiếc quạt giấy. Tay kia ông cầm một chiếc khăn tay vuông che trước môi, vừa đi vừa ho. Đỗ trưởng Khanh đón ông vào y quán, ngồi xuống, gọi thiếu niên đang lau bàn bên trong, A Thành, người không thấy thúc thúc của ta tới sao, nhanh đi pha trả đi. Sau đó giả vờ mắng người trước mặt, tiểu tử thối thật không có mắt nhìn thúc thúc người đừng để ý cậu ta hồ viên ngoại đặt chiếc khăn tay trong tay xuống xua tay từ trong lòng lấy ra một đơn thuốc nói trường khai ngả. À? dược liệu của tháng này phải không ạ à? đỗ trường thanh cầm lấy đơn thuốc đi đến tủ cháu lập tức đi lấy cho thúc a thành đặt ly trà đã pha trước mặt hồ viên ngoại và có chút thông cảm nhìn ông trên đời này người bị lợi dụng không hề ít nhưng người bị lợi dụng lại cứ cho rằng mình được hời như hồ viên ngoại đây chắc là người duy nhất hồ viên ngoại là bạn tốt của đỗ lão gia hai người có hoàn cảnh gia đình giống nhau quen nhau từ nhỏ bề ngoài thì hòa thuận nhưng thực chất lại đang ngấm ngầm cạnh tranh với nhau từ ngoại hình của thê tử đến việc học của con cái từ chiều cao vòng eo cho đến quần áo mũ nón đều luôn có sự so sánh sau khi đỗ lão gia qua đời hồ viên ngoại không còn ai để tranh giành. Ông ấy có chút buồn chán trong một thời gian nên chuyển sự chú ý sang con trai của đỗ lão gia là đỗ trường khanh. Ông đến đây hai tháng một lần để lấy thuốc, và nhân tiện, với tư cách là một người thúc thúc, ông sẽ dạy dỗ tiểu bối một chút, từ đó tìm được niềm an ủi tinh thần nào đó. Đỗ Trường Khanh luôn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, điều này khiến hồ viên ngoại rất hài lòng dù sao mỗi tháng ông ta cũng phải mua một ít thuốc bổ số tiền này đối với hồ viên ngoại không đáng nhắc tới nhưng đối với đỗ thiếu gia đang nghèo rớt mồng tơi nó có thể giúp nhân tâm y quán tồn tại thêm vài tháng nữa có thể nói sau khi đỗ lão gia qua đời hồ viên ngoại đã trở thành cha nuôi của đỗ trường khanh đối đãi với cha nuôi thái độ phải khiêm tốn một chút đỗ trường khanh bốc thuốc xong lại ngồi xuống bên cạnh hồ viên ngoại Quả nhiên, Hồ Viên ngoại uống mấy ngụm trà, lại bắt đầu giảng giải với Đỗ Trường Khanh. Trường Khanh, cha của con bệnh nặng, sau khi ông qua đời đã nhờ ta chăm sóc con. Ta quen biết con đã nhiều năm, cho nên ta coi con như con trai của ta. Hôm nay ta sẽ tâm sự cùng con lời thật lòng. Những người khác ở độ tuổi của con đã kết hôn và bắt đầu lập nghiệp. Khi cha con còn sống, gia đình ông ấy có rất nhiều tiền nên việc y quán này không kiếm được nhiều tiền cũng không thành vấn đề bây giờ thì khác con dựa vào y quán để kiếm sống mặc dù y quán ở một vị trí tốt nhưng cửa hàng quá nhỏ và không có nhiều người đến lấy thuốc nếu mọi việc cứ thế này chắc chắn sẽ không trụ được cho dù cô bán y quán đi đổi lấy tiền thì miệng ăn núi lở cũng không phải là cách tốt ta cảm thấy con thông minh có chút tài năng vì sao không thi thố công danh lấy một chức quan nhìn xem hai đứa con bất hiếu nhà ta chúng không thông minh bằng con nhưng chúng đã được dạy dỗ từ nhỏ bây giờ cũng có một sự nghiệp nhỏ con biết không đứa con trai nhỏ của ta mấy hôm trước vừa được tăng lương bồng đỗ trường khanh chăm chú lắng nghe một lúc lâu hồ viên ngoại uống hết nửa bình trà cho đến khi miệng khô khốc mới ngừng nói khi hồ viên ngoại chuẩn bị rời đi đỗ trường khanh gói nửa hộp bánh vân phiến còn lại trong phòng liếc nhìn gói trà thuốc còn lại trên bàn đây là món quà của cô gái bán than bồ hoàng lần trước a thành không muốn vứt nó đi sau khi uống hai ngày mà không gặp vấn đề gì nên giữ lại đỗ trường khanh dùng giấy đỏ gói trà thảo dược và bánh vân phiến còn thừa lại nhét vào tay hồ viên ngoại đang lên xe ngựa, cười nói thúc bận như vậy cháu không tiễn nữa mùa xuân vừa mới tới cho nên cháu đặc biệt chuẩn bị một món quà xuân cho thuốc. Trà thuốc trong đó có thể làm dịu mũi, thuốc nhất định phải bảo trọng sức khỏe. Hồ viên ngoại cười lớn, Trường Khanh có lòng rồi, rồi ra lệnh cho xe ngựa phóng đi. Xe ngựa vừa rời đi, nụ cười trên mặt Đỗ Trường Khanh liền tắt, vừa bước vào nhà liền tức giận nói, lão già phiền toái này cuối cùng cũng tiễn đi được rồi. A à, Thành nói, thật ra hồ viên ngoại nói không sai ông chủ ngài có thể đi thi lấy công danh đỗ trường khanh trừng mắt nhìn hắn nói thì dễ ta không tham gia kỳ thi khoa cử bởi vì ta không muốn sau đó hắn chửi bới nói cha ta còn chưa bao giờ giáo huấn ta như vậy tục ngữ có câu chó nhìn chủ thì vẫy đuôi ngày nay thu nhập của y quán phụ thuộc vào người ta a thành mỉm cười ông chủ nên bao dung hơn thôi đỗ trường thanh đá vào mông hắn ai là chó người nói ai là chó à a à, thành xoa mông cười là ta khi hồ viên ngoại trở về nhà phu nhân đang xem sổ kế toán do quản gia gửi đến nhìn thấy túi giấy dầu trên tay hồ viên ngoại hồ phu nhân khịt mũi lại đến nhân tâm y quán làm sao ta có thể từ chối lời dặn của đỗ huynh trước khi chết hồ phu nhân cười nhẹ nói ông đưa tiền cho người ta người ta cũng lợi dụng và coi như việc hiển nhiên bản thân cậu ta cũng không tiến bộ, ông cũng lại quan tâm việc đó. Phụ nữ các bà không hiểu đâu." Hồ Viên ngoại xua tay, không muốn nói thêm, hơn nữa, lần nào người ta cũng tặng trà quà cho ta, sao bà lại nói lợi dụng, ăn nói khó nghe như vậy." Hồ phu nhân liếc nhìn ông, mỉa mai nói, "Chỉ là mấy cái bánh thừa và mấy lá trà thôi, quả xuân cái gì chứ, chỉ có ông coi trọng thôi." Không nói lại được bà mà, ta không thèm nói nữa hồ viên ngoại mở túi giấy dầu ra, trước kia là mấy món trà bánh rẻ tiền, hôm nay cũng vậy. Ông lấy bánh vân phiến ra, ánh mắt rơi vào lá trà được gói lại. Chiếc túi giấy được buộc bằng sợi chỉ dày màu đỏ, trên tờ giấy dầu màu trắng có dòng chữ viết. Hồ viên ngoại thị lực kém nên nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra đó là một bài thơ có hai câu, dương hoa cũng cười người nông cạn nên lấy áo che mặt. Nét chữ viết nhỏ đều đặn của người phụ nữ, từng nét chữ đều rất đẹp và cảm động. Hồ viên ngoại hai mắt sáng lên, hắn thích nhất những thứ trang nhã này. Những lá trà được gói trong giấy dầu có viết những bài thơ, thậm chí cả cặn của lá trà trông cũng có phần tình cảm hơn. Ông ra lệnh cho người hầu của mình, hãy đun sôi trà thảo dược này. Hai ngày tới ta sẽ uống thứ này. Hồ phu nhân nhìn ông, có chút kỳ lạ, hôm trước đã đưa trà cho nhà bếp rồi. Không phải trà đã đến tay người hầu sao? Tại sao hôm nay lại muốn tự pha uống? Bà lại liếc nhìn túi trà rồi nói, trà ngon của nhà không uống mà lại uống cái này. Đúng là dở hơi, tiền bạc làm sao có thể đo lường được sự tao nhã. Hồ Viên ngoại duỗi tay áo, đang định mở miệng phản bác, thoáng nhìn thấy vẻ mặt của vợ, ho nhẹ một tiếng, Trường Khanh nói trà này có thể trị nghẹt mũi. Ông thì thầm, nói uống vài ngày trước xem sao. Chương 9, tìm người. Khi mùa xuân đến gần, thời tiết ấm dần lên, thương nhân đến thịnh kinh buôn bán ngày càng nhiều, nhà trọ lai nghi ngày nào cũng đông đúc. Lục đồng không tiếp tục mượn bếp của quán trọ để chuẩn bị dược liệu nữa. Thứ nhất, khi lượng khách lưu trú trong nhà trọ ngày càng tăng, có đủ mọi tầng lớp xã hội, bản thân là con gái mà đi lại quanh nhà trọ vào ban đêm rất nguy hiểm. Thứ hai, nếu ngày nào nàng cũng đến mượn bếp, cho dù chủ quán tốt bụng không nói gì, e rằng trong lòng cũng sẽ bất mãn. May mắn thay, số tiền bán than bồ hoàng có thể kéo dài thêm nửa tháng nữa nên sẽ không đến nỗi cạn kiệt hoàn toàn. Ngân tranh nằm xuống trước bàn, nhúng món tay vào trà viết lên bàn vì chán nản. Chữ viết của nàng ấy rất đẹp, tao nhã và duyên dáng, đó là một dòng chữ nhỏ xinh xắn. Lục đồng không khỏi liếc nhìn thêm mấy cái. Ngân Tranh nhìn thấy ánh mắt của Lục Đồng, sững sốt một lát, vội vàng lấy tay áo lau vết nước trên bàn, nói: "Cô nương, ta..." "Thật đẹp." Lục Đồng nhẹ giọng nói. Ngân Tranh mặt đỏ bừng, thực ra, các cô nương trong hoa lâu phải học cầm, kỳ, thư, họa. "Ta không học được những thứ kia, chỉ có viết chữ là miễn cưỡng có thể nhìn được." Nàng ấy không nói nữa. Trong lòng Lục Đồng biết rõ, khách đến hoa lâu vui chơi có thể tốn rất nhiều tiền cho một bài đàn tỳ bà, hoặc dâm trăm viên ngọc để đánh một bàn cờ thanh quan, nhưng có thể họ sẽ không sẵn lòng trả tiền để xem cô nương viết chữ. Lời của nhà nho mỗi chữ đáng giá ngàn vàng, nhưng bút mực của kỹ nữ thì không đáng một xu. Người ta đã phân biệt rõ ràng ba, sáu, chín hạng, giàu và nghèo, cao quý và thấp hèn. Ngân tranh rất thích viết chữ, vì vậy khi lục đồng yêu cầu nàng viết trên tờ giấy dầu trắng bọc trà thảo mục nàng luôn viết rất nghiêm túc nàng hỏi lục đồng nhưng cô nương tại sao cô lại muốn viết lên gói trà thuốc lục đồng suy nghĩ một chút khi chúng ta đến thịnh kinh trên đường đi khắp nơi đều là quán trà cửa hàng bán trà người dân thịnh kinh rất thích uống trà ngân tranh gật đầu quán trà dù nhỏ đến đâu cũng luôn có hoa tươi đặt trước mặt đồ uống giải khát rất tinh tế còn có nho sĩ ngâm thơ luận văn thể hiện sự sang trọng cao quý ngân tranh trầm ngâm nói cho nên cô nương mới làm trà thuốc bán lục đồng cười nhạt thay vì làm thuốc viên hay bột thuốc nàng làm trà thảo dược lại bảo ngân tranh viết thơ trên giấy gói trà thuốc vì trông sẽ có vẻ lễ nghi tao nhã gói trà đẹp một chút chắc hẳn sẽ có người muốn mua thử chỉ cần có người sẵn lòng thử thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngân tranh bối rối, có chút hiểu ra, nhưng vẫn có chút lo lắng, thở dài, không biết khi nào sẽ có người đến chỗ chúng ta mua trà thảo dược. Lục đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở quán rượu đối diện, cờ hiệu bị gió thổi bay, hoa dương bay trải đầy trước cửa, chim én cúi đầu. Trong số người đến kẻ đi, không biết ai sẽ đến trước cửa nhà mình. Nàng thu hồi ánh mắt, cong môi và nở một nụ cười nhẹ. Sắp rồi, Ngân Tranh đang lo lắng trả thuốc lục đồng gửi đi không có phản hồi. Ở bên kia, nhân tâm y quán, ông chủ trẻ Đỗ Trường Khanh cũng không hề nhẹ nhõm. Trước tủ dài chỉ có một cuốn sổ kế toán mỏng, cuốn sách mỏng này từ cuối năm ngoái đến nay mới viết được vài trang thu nhập thật đáng thương. Đỗ Trường Khanh cầm sổ sách lên xem đi xem lại, sau đó nặng nề thở dài, tiêu rồi. A Thành cũng không có gì ngạc nhiên, mỗi tháng ông chủ đều tính toán xem còn bao lâu nữa sẽ đến ngày phá sản. Đếm từ lúc sư phụ qua đời đến nay, thời gian đếm ngược càng ngày càng gần, đoán chừng mấy tháng nữa cũng không cần đếm nữa. Đỗ Trường Khanh cũng có chút lo lắng. Hiện tại Nhân Tâm Y Quán không có đại phu, vì tiết kiệm tiền, hắn thậm chí còn đuổi cả người bốc thuốc, chỉ còn lại A Thành và chính mình. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào một vài khách hàng thường xuyên để duy trì hoạt động kinh doanh thì không ổn chưa kể người đi trà cũng lạnh sau cái chết của đỗ lão gia anh chàng vô dụng đã trở lại hình dáng ban đầu khi tài sản của gia đình ngày càng mỏng đi bạn bè ngày xưa không còn qua lại không còn giữ quan hệ nữa thế gian cảm tình tùy nóng lạnh thế nhân nhân diện khác sang hèn từ cổ trí kim ở đâu cũng vậy hắn than ngắn thở dài A Thành đang lau bàn ở đối diện chợt ngừng tay, nhìn về phía cửa, kinh ngạc hô, "Hồ viên ngoại." Đỗ Trường Khanh sừng sốt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của Hồ gia đậu ở bên ngoài, Hồ viên ngoại vội vàng xuống xe, đi về phía cửa hàng. Hồ viên ngoại cách đây 5, 6 ngày vừa mới tới đây rồi, tính thời gian, ông lẽ ra sẽ không tới vào lúc này. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thân thiện, "Kinh hô." Sao đột nhiên người lại tới đây? Hồ viên ngoại bước vội vào tiệm thuốc, ánh mắt đảo quanh khắp tiệm thuốc, chỉ nói, "Trà thảo mục." Đỗ Trường Khanh bối rối, "Là trà thảo mục gì?" "Con, món quà xuân mà con tặng ta mấy ngày trước, trong đó có trà, trà thảo mục." Thói quen lắp bắp khi lo lắng của Hồ viên ngoại lại tái phát. Đỗ Trường Khanh nghe vậy, tim đập thình thịch, lập tức cho rằng trà thảo dược có thể có vấn đề gì đó, là thứ không rõ nguồn gốc nhất trong tiệm thuốc. Cô nương đó, than bồ hoàng giá ba đồng tiền đã là rẻ hiếm thấy, lại còn tặng mình hai bức tranh, chắc chắn cô ấy có ý đồ gì đó. Lẽ ra hắn không nên đưa trà thuốc rẻ tiền cho hồ viên ngoại, nhưng... Hắn và A Thành đã uống phần trà thảo dược còn lại trong vài ngày mà không gặp vấn đề gì. Chẳng lẽ chỉ có một gói có độc? biết vậy hắn cùng a thành uống phải gói độc còn hơn nếu thật sự gây chết người thì dù có bán y quán này đi cũng không đủ tiền đến với suy nghĩ này trong đầu đỗ trường khanh nói thúc thực ra trà thảo dược đó là do người khác làm ra người đó đưa trà thảo mộc xong đã đi mất rồi chúng con cũng trà thuốc đó tốt lắm đỗ trường khanh nuốt lại những lời định nói vào bụng hồ viên ngoại uống một ngụm nước a thành đưa cho nói trôi chảy hơn, ta uống 5 ngày, tình trạng nghẹt mũi của ta đã cải thiện rất nhiều. Đi đến bờ sông cũng không có vấn đề gì. Hồ viên ngoại rất phấn khích, trường khanh, trà thảo mộc của con rất tốt, đã chữa khỏi bệnh cũ nhiều năm của ta. Đỗ trường khanh sững sờ tại chỗ. Hồ viên ngoại nắm tay hắn, lần đầu tiên nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy chân tình. Ta biết tiểu tử ngươi luôn hiếu thảo, nhưng làm sao ta có thể lợi dụng một tiểu bối như ngươi? đây là hai mươi lượng bạc. ông móc ra hai thỏi bạc từ ngực áo nhét vào tay đỗ trường khanh. ta muốn mua thêm năm gói. a thành đứng ở phía sau đỗ trường khanh, chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. thấy đỗ trường khanh im lặng, hồ viên ngoại nói: đúng rồi, con vừa nói gì ấy nhỉ? người đưa trà thảo mộc đã bỏ đi, không tìm được người ta thế trà thảo dược có còn không? đỗ trường khanh giật mình tỉnh táo lại có còn có nữa đầu óc hắn quay cuồng suy nghĩ lập tức cười nói đương nhiên có người bán trà thảo mộc tính tình kỳ quái và xa cách vốn dĩ cô nương ấy định rời đi nhưng lại rất hợp tính với con con và nàng ấy đã kết giao bằng hữu nàng ấy cũng hứa về sau sẽ cung ứng trà thảo mộc cho nhân tâm y quán thuốc đến y quán của con là đến đúng nơi rồi đấy Toàn thịnh kinh này chỉ có duy nhất nhân tâm y quán có loại trà thảo dược này thôi. Người cứ uống nước và nghỉ ngơi một lát. Nàng ấy không ở gần đây nên đưa trà sẽ mất chút thời gian, người chờ một chút. Đỗ Trường Khanh vừa nói vừa nhét thỏi bạc vào tay áo, kéo A Thành vào phòng trong. Trên chán và chóp mũi đều có mồ hôi, hắn vội vàng nói, người có nhớ hai người kia nói ở quán trọ nào không? A Thành hoang mang. Đỗ Trường Khanh vô cùng lo lắng. Khi đó hắn cũng không để ý hai người kia, hiện tại cần tìm người, hắn tự nhiên không nhớ được địa chỉ lúc đó đối phương nhắc đến. Nhà trọ lai khí, A Thành lắc đầu, nhà trọ tài mễ, A Thành xua tay liên tục. Đỗ Trường Khanh bực bội gãi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Này, hắn vừa gấp vừa giận, quán trọ đó tên là cái quái gì vậy? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn